Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 336, một phát súng kinh diễm. Hai anh em Chu Hồng Quân, Chu Hồng Tinh sau khi đánh đuổi hòa thượng đi, trong thôn vẫn có người nói ra nói vào, thôn Chu Tiểu Kiều tuy rất đồng lòng, nhưng bất kỳ địa phương nào cũng có người sẽ có tư tâm và tạp niệm, trong thôn cũng có người từ đầu tới cuối không tham gia vào hành vi gây chuyện trước đây, tiền bí thư chi bộ thôn Chu Minh Xuyên chính là một trong số đó. Nghe nói anh em Chu gia đánh đuổi một hòa thượng từ ngoài tới, Chu Minh Xuyên không khỏi cười lạnh, từ lúc chuyện này bắt đầu, y chỉ lạnh lùng bàng quan, chuyện của suối nước nóng Cốc Xuân Hy lần trước đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với y, bởi vì chuyện đó mà y bị anh em Sử gia dọa cho một trận, sau cùng còn bị Hương Lý xử phạt, ngay cả chức vị bí thư chi bộ cũng không giữ được. Chu Minh Xuyên hiện tại chỉ là một người dân bình thường, chuyện gì cũng không liên quan tới y. Nhưng chỉ là bản thân Chu Minh Xuyên nghĩ vậy thôi. Vào buổi tối hôm mà anh em Chu ra đánh hòa thượng Tam Bảo, Sở Đại Trụ tới nhà y. Chu Minh Xuyên nhìn thấy Sở Đại Trụ thì trong lòng như đánh trống, tuy mình đã không còn làm bí thư chi bộ đảng, nhưng lần trước bị Sở Đại Trụ bức cho phải nhận 300 đồng, còn dưới sự uy bức của hắn phải viết một cái giấy nợ, chỉ cần Sở Đại Trụ không cao hứng, tùy thời đều có thể tìm y tống tiền. Chu Minh Xuyên cười bồi mời Sở Đại Trụ vào nhà, nói, Đại Trụ đấy à, tìm tôi có việc gì thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Đại Trụ cười cười, hắn cho rằng mình cười trông rất hiền lành, nhưng trong mắt Chu Minh Xuyên lại biến thành khủng bố vô cùng. Xã Hắc Sơn Tử có ai mà không biết sự hung ngoan biêu hãn của anh em Sử gia? Tuy nói bọn họ hiện tại đều đi theo chính đạo, làm cố vấn bảo an cho làng du lịch suối nước nóng, nhưng Chu Minh Xuyên nhìn thấy hắn vẫn run lẩy bẩy. Chu Minh Xuyên mời Sở Đại Trụ vào nhà, vợ của y lạnh lùng nhìn Sở Đại Trụ. Trong lòng rất không hiểu nam nhân của mình vì sao lại có quan hệ với tên lưu manh mang tiếng xấu này nhỉ. Chu Minh Xuyên sau khi đuổi lão bà đi, đóng cửa phòng lại, mỉm cười lấy một bao Hồng Tháp Sơn ra cho Sở Đại Trụ hút. Sở Đại Trụ cầm lấy điếu thuốc mà Sở Đại Trụ đã châm, hít sâu một hơi, nói, bí thư chi bộ Chu, lâu rồi không gặp. Chu Minh Xuyên châm thuốc cho mình, nói tôi hiện tại không còn là bí thư chi bộ nữa rồi, chỉ là người dân bình thường giống như cậu thôi. Sở Đại Trụ nói, không có ai là cả đời làm bí thư chi bộ cả, anh hiện tại không phải chưa chắc sau này cũng không phải, tôi thấy ở cái thôn Chu Tiểu Kiều này cũng chỉ có anh có năng lực đảm đương vị trí này. Chu Minh Xuyên nhìn bộ dạng lưu manh của Sở Đại Trụ, mắng thầm, mày con mẹ nó là ai chứ? Một tên lưu manh mà thôi, không ngờ lại ngồi đây nói chuyện với tao như là lãnh đạo thượng cấp vậy. Lịt mẹ 18 đời tổ tông nhà mày, nhưng y cũng chỉ dám chửi ở trong bụng mà thôi. Những lời này nói sao cũng không thốt ra ngoài miệng được, y cười bồi, nói, tôi sớm đã nhìn thấu rồi, hiện tại cứ thật thà sống qua ngày thôi. Sở Đại Trụ từ trong túi móc ra một phong bì, bộp một tiếng vỗ lên mặt bàn, dọa cho Chu Minh Xuyên giật nảy mình. Tặng quà mà khoang trương như vậy cũng chỉ có Sở Đại Trụ, hắn vỗ vỗ phong bì ra châu nói, 1 vạn đồng. Chu Minh Xuyên lắc đầu, nhưng không đợi y nói gì thì Sở Đại Trụ đã nói, anh phải nhận. Hắn lại rút chỉ thủy sáng quắc ra. Dùng sức cắm lên mặt bàn, đuôi chủy thủy ở trên mặt bàn không ngừng rung rung. Chu Minh Xuyên nhìn lưỡi đang sáng quắc, dùng mình sợ hãi. Sở Đại Trụ nói, không phải là không làm được, mà cũng không phải là bức anh phạm tội, chỉ cần anh làm tốt chỗ tiền này là của anh, mà chức bí thư chi bộ cũng là của anh. Chu Minh Xuyên nuốt nước bọt, nói, anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Sở Đại Trụ nói, tôi nghe nói bọn anh có đánh một hòa thượng. Chu Minh Xuyên gật đầu, nói, là hai anh em Chu Hồng Quân làm, tôi không tham dự. Y nói xong lại bổ sung, chuyện trong thôn trong đoạn thời gian này tôi đều không tham dự. Sở Đại Trụ nói, biết người các anh đánh là ai không? Chu Minh Xuyên lắc đầu. Sở Đại Trụ nói, cao tăng Tam Bảo của chùa Nam Lâm Giang Thành, chùa Nam Lâm sở dĩ có thể được xây dựng thuận lợi như vậy là nhờ ông ta quảng mộ thiện duyên, Xá Lợi Phật Tổ cũng là ông ta phát hiện. Anh nghĩ xem, Xá Lợi Phật Tổ đó là thánh vật. Vì sao lại để ông ta phát hiện, bởi vì Đại sư Tam Bảo có duyên. Ông ta là người có duyên mà Phật Tổ chọn chúng, dạng cao tăng như vậy các anh cũng dám đánh, tôi thấy thôn Chu Tiểu Kiều phải gặp xui xẻo. Chu Minh Xuyên là một đảng viên, y cũng không tin cái này, biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Sở Đại Trụ nói, anh đừng có mà không tin, nói chung thôn Chu Tiểu Kiều các anh lần này khó mà chạy khỏi kiếp số. Chu Minh Xuyên nói, anh rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Sở Đại Trụ nói, làm công tác tuyên truyền, gã ghé vào tai Chu Minh Xuyên nói gì đó. Vẻ mặt của Chu Minh Xuyên có chút khó xử, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ngoan của Sở Đại Trụ,
cuối cùng vẫn gật đầu, nói, nếu như thật sự có chuyện này phát sinh, tôi có thể giúp đỡ chế tạo bầu không khí, có điều, nhưng phải là không có chuyện gì, không có kiếp số mà anh nói. Sở đại trụ nói, anh yên tâm đi, các anh lần này thật sự là chọc dân ông trời rồi. Hắn nhìn chỗ tiền trên bàn, à, viết giấy nợ cho tôi đi. Chu Minh Xuyên sớm đã đoán được y lại dở trò này, lần này y không do dự, viết giấy nợ cho sở đại trụ, dẫu sao thì lúc trước cũng viết rồi, cái này gọi là nhiều giận không ngứa mà nhiều nợ thì chẳng lo. Nhận hối lộ một lần cũng là nhận, nhận hai lần cũng là nhận, của mày con mẹ nó tao nhận, tao cũng không định tiêu, sau này mày tố tao, ông đây giao lại tiền cho mày là được. Sở đại trụ đợi y viết xong, đứng dậy bỏ đi. Chu Minh Xuyên tiễn hắn ra ngoài cửa, vội vàng đóng cửa lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, dựa vào cửa lớn, nhìn bầu trời âm u, chỉ cảm thấy tim khó chịu như là bị rót chì, một mực bị kéo xuống, giống như là tùy thời đều có thể rót ra khỏi ngực y, khó chịu vô cùng. Trương Đại Quan Nhân lúc này đang ở xã Tứ Quý, bí thư đảng ủy xã Hắc Sơn Tử Trúc Khánh Dân ngồi đối diện với hắn, Trúc Khánh Dân nhíu chặt lông mày, đoạn thời gian này y luôn rất bực bội. Áp lực và sự tra hỏi tới từ các phương diện và khiến cho gã phải nhận áp lực chưa từng có. Chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều càng lúc càng lớn, gã là bí thư đảng ủy xã mà không áp chế được tràng diện, khẳng định phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Trúc Khánh Dân uống một ngụm rượu nói, tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Trương Dương nói, bí thư Trúc, chúng ta là đồng sự cũ. Tôi nói chuyện với anh cũng không phải giấu gì cả. Trúc Khánh Dân nói, chủ nhiệm Trương có gì thì xin cứ nói. Trương Dương nói, chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều ầm ĩ như vậy, tương lai khắc định sẽ phải truy cứu trách nhiệm, trong lòng anh nên chuẩn bị. Trúc Khánh Dân gật đầu. Trương Dương lại nói, đoạn thời gian này, trong ngoài xã Hắc Sơn Tử có không ít ký giả, chuyện lần này bị đẩy lên thành xôn xao như vậy, có liên quan tới đám người này. Trúc Khánh Dân nói, tôi biết, hiện tại còn có không ít ký giả sống luôn ở trong xã, bọn họ đợi xem náo nhiệt, nhưng huyện lý không dám làm gì người ta, chúng tôi cũng đành chịu. Trương Dương nói, có lúc bọn họ phải cầu anh, ví dụ như những ký giả đó rơi vào tay anh thì anh sẽ là sao? Trúc Khánh Dân mặt mày mờ mịt nhìn Trương Dương ghé vào bên tai gã nói mấy câu, Trúc Khánh Dân trợn trừng mắt lên, cái đó. Trương Dương nói, anh nghe tôi đi, cứ làm vậy. Trúc Khánh Dân gật đầu. Trương Dương lại nói, sau khi trận phong ba của thôn Chu Tiểu Kiều qua đi, tôi muốn anh trọng điểm kiểm tra công tác kế hoạch hóa gia đình của họ. Theo như tôi biết thì Chu Hồng Vệ có ba người con trai, vượt quá hai người, anh cả anh hai của hắn trong nhà cũng toàn đẻ nhiều cả, lần này phải chấp hành chính sách tới cùng. Trúc Khánh Dân thực sự không hiểu Trương Dương sao lại liên hệ chuyện này với chuyện đẻ nhiều, gã thở dài, nói, chủ nhiệm Trương, hiện tại thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều đều bốc hỏa, không phải là lúc tới chấp hành công tác kế hoạch hóa gia đình. Trương Dương nói, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản của chúng ta, họ dám đẻ nhiều chính là phạm pháp. Lúc cần thiết thì có thể bảo phía cảnh sát phối hợp hành động. Trúc Khánh Dân trong lòng thầm kêu bất diệu, xem ra Trương Dương lần này tới là muốn đại náo một trận đây. Trương Dương lại có bộ dạng rất vững tâm, cầm chén rượu lên, nói, hy vọng xã Hắc Sơn Tử có thể nhanh chóng yên bình trở lại. Trúc Khánh Dân chạm cốc với hắn, nhưng lại không nghĩ vậy, chỉ hy vọng thằng ôn này đừng khiến cho chuyện ầm ĩ hơn. Hai người uống xem chén này, còn chưa kịp đặt xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó một giọng nói vang lên, chủ nhiệm Trương có đây không? Trương Dương từ giọng nói nghe ra là chủ nhiệm văn phòng xã Hắc Sơn Tử Cảnh Tú Cúc, hắn cười nói, chị Cảnh đấy à, em ở trong này. Cảnh Tú Cúc bước vào, cô ta mới uốn tóc, lộ ra vẻ xinh đẹp hơn trước kia, Cảnh Tú Cúc trước tiên chào hỏi Trúc Khánh Dân, Trương Dương mời cô ta ngồi xuống, rót một chén rượu cho cô ta. Cảnh Tú Cúc cũng không giấu ý tới của mình, cô ta thở dài, nói, chủ nhiệm Trương, trưởng xã Trúc. Thực sự không dám giấu, tôi tới là để hỏi chuyện của bố chồng. Trương Dương nói, chị Cảnh, chị yên tâm đi, bác Trần không sao cả. Cảnh Tú Cúc nói, bố chồng tôi tuổi lớn rồi, lần này tự dưng lại dính vào cuộc kiện tụng này, tôi cũng không quen ai cả, chỉ có thể dựa vào đảng và chính phủ thôi. Trương Dương cười nói, chị không cần phải lo lắng, bác Trần là phòng vệ chính đáng, điểm này không có gì phải nghi ngờ cả. Cảnh Tú Cúc nói, những người của thôn Chu Tiểu Kiều đó không ngừng làm ầm ĩ, người nhà của người chết chạy tới xã Lý dọa tôi, những ngày này tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc. Trương Dương an ủi cô ta, yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Hắn lại nhớ tới Trần Tuyết đang họ ở Bắc Kinh, quan tâm hỏi, Trần Tuyết có biết chuyện này không?
Cảnh Tú Cúc nói, cảm tình của nó và ông nội rất sâu đậm, tôi sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học của nó, cho nên không nói cho nó biết. Hơn nữa hiện tại tình hình của xã Hắc Sơn Tử rất xấu, tôi cũng không dám để nó về. Trương Dương nói, như vậy là tốt nhất, Trần Tuyết về cũng không giúp được gì cả. Cảnh Tú Cúc gật đầu, nói chủ nhiệm Trương, bố chồng tôi đã là phòng vệ chính đáng, vì sao hiện tại vẫn chưa được thả. Trương Dương nói, cái nào cũng là lo cho sự an toàn của bác Trần thôi, chị Cảnh à, chị đừng lo lắng, tôi đảm bảo với chị, chuyện này rất nhanh sẽ qua thôi. Trúc Khánh Dân nhìn Trương Dương, trong lòng lấy làm lạ, không biết hắn sao lại nắm chắc như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật sự có phương pháp giải quyết chuyện này ư? Tối ngày hôm nay thôn Chu Tiểu Kiều phát sinh ba chuyện lớn, một là trong hốc mắt của hai con sư tử đá ở cửa thôn chảy máu, hai là bên trong thôn khắp nơi bay đầy truyền đơn, bên trên dùng máu viết chọc giận thần linh tất gặp báo ứng. Ba là từ đường của Chu gia bốc cháy. Ba chuyện lớn này đều xảy ra vào lúc nửa đêm, các thôn dân lúc cư hỏa còn phát hiện ra hai chuyện còn lại. Nhất thời lòng người hoảng loạn, người mê tín ở trong thôn rất nhiều, liên tưởng tới những lời mà hòa thượng hôm qua nói, không khỏi đều sợ hãi. Tới sáng sớm ngày hôm sau thì bắt đầu có người sinh bệnh, thượng thổ hạ tả, tới hoàng hôn thì người bị bệnh ở trong thôn đã gần 20 người, có lời đồn truyền ra, nói là đây là báo ứng, các thôn dân tìm bí thư chi bộ phản ánh tình huống, hiện tại bí thư chi bộ thôn là Chu Minh Cường, sau sự kiện phát sinh giới đấu gã đã bị miễn chức, biết rằng thôn dân sẽ đến tìm gã. Cho nên dứt khoát đóng cửa không ra. Thế là thôn dân lại tìm tới tiền bí thư chi bộ thôn Chu Minh Xuyên. Chu Minh Xuyên ở trong thôn rất có uy tín. Sau khi y gặp mấy cán bộ của thôn ủy, thở dài nói tôi thấy lần này trong thôn thật sự là gặp báo ứng rồi. Mấy cán bộ của thôn ủy ngơ ngác nhìn nhau. Kế toán thôn Chu Lượng nói, chú ba, chúng ta là đảng viên, đều là vô thần luận giả, sao lại bảo có báo ứng. Chu Minh Xuyên cười lạnh, nói, vậy cậu nói với xem vì sao từ đường của Chu gia chúng ta vì sao lại bỗng nhiên bốc cháy? Vì sao trong mắt sư tử đá lại chảy máu? Và vì sao lại có nhiều truyền đơn như vậy? Mấy thôn ủy đều không nói gì. Chu Lượng không nhịn được liền nói, bị cháy thì chắc là có người châm lửa, trong mắt sư tử đá chảy máu cũng là có người sơn lên, truyền đơn là có người nhân lúc đêm khuya phát tán. Vậy cậu giải thích cho tôi, vì sao thoáng cái lại có nhiều người bị bệnh như vậy? Chu Lượng không nói gì, lão bà của gã cũng bị bệnh. Chu Minh Xuyên nói, tôi vừa tới bệnh viện xã, bác sĩ nói bệnh này phát rất kỳ quái, không tra ra nguyên nhân, mời bác sĩ của bệnh viện huyện tới hội chẩn cũng không tra ra nguyên nhân. Chu Lượng nói, chú ba, lần này thì không hay rồi, bách tính trong thôn đều hốt hoảng lắm. Chu Minh Xuyên nói, hốt hoảng thì làm được gì, tôi sớm đã khuyên các người rồi, đừng có chống lại chính phủ, đừng làm những chuyện làm trái kỳ cương phép nước. Nhưng các người lại không nghe, hiện tại thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi đó, gặp báo ứng rồi đấy. Nhân viên vệ sinh thôn Chu Minh Trung nói, bí thư chi bộ, hiện tại lòng người hoảng hốt, Chu Minh Cường lại trốn tránh, thôn chúng ta cần có một người đứng đầu, cho nên. Chu Minh Xuyên trừng mắt lên, đừng có tìm tôi. Ai bảo các người đi cướp tài vật quốc gia, ai bảo các người đi đánh nhau, gây chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi thì phải chịu trách nhiệm, các người tìm tôi làm cái gì. Tất cả đều im lặng. Một lúc sau Chu Lượng nói, Chu Hồng Vệ không thể chết oan uổng được. Chu Minh Xuyên nói, hắn không phải là chết oan uổng hay, tôi không nói được, các người cũng không nói được, chỉ có pháp luật nói là được thôi. Các người làm ầm ĩ lên làm cái gì? Con mẹ nó, làm cho toàn thế giới đều biết thôn Chu Tiểu Kiều, các người tưởng là làm việc tốt à? Thôn chúng ta bị bắt nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có một mình Chu Hồng Tinh được thả về, thế rốt cuộc là sao? Con trai của Chu Minh Trung cũng bị bắt, nghe thấy vậy không khỏi phẫn uất nói, con mẹ nó, tôi sớm đã hoài nghi chuyện này có vấn đề, chuyện này là hai anh em họ dẫn đầu gây chuyện, tại sao chỉ có gã được thả, con trai tôi cũng chỉ đi theo gây rối, vì sao tới giờ vẫn bị nhốt. Lúc này nghe thấy ngoài cửa có tiếng kinh hô, không ổn rồi, không ổn rồi. Chu Hồng Kiệt, con trai của Chu Minh Xuyên đầu đầy mồ hôi chạy vào, hổn hà hổn hển nói cha, hai cái giếng của thôn ta toàn bộ đều biến thành máu. Ghê quá đi. Sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến đổi, chuyện khủng bố ly kỳ liên tục phát sinh, thần kinh của những thôn dân này đã bắt đầu biến thành mẫn cảm và yếu ớt. Không biết là ai nói, chúng ta mau đi mời vị cao tăng đó đi. Chu Lượng nói, hôm qua đánh người ta thành như vậy, chúng ta đi mời, người ta khẳng định sẽ không tới đâu. Chu Minh Xuyên nói, giờ là lúc nào rồi, còn để ý tới những điều này làm gì, người ta là cao tăng đắc đạo.
khẳng định sẽ không tính toán với người phàm tục chúng ta đâu. Hồng Kiệt, con đi nghe ngóng xem vị cao tăng đó đi đâu rồi. Chúng ta cùng nhau đi mời, cho dù là quyên thêm chút hương hỏa cũng phải mời ông ấy về. Mấy thôn ủy tuy cảm thấy mời hòa thượng thì có chút không ổn, nhưng trước mắt quả thật là cũng không có biện pháp nào tốt hơn, quái sự phát sinh ở trong thôn thực sự là quá khủng bố. Chu Hồng Kiện rất nhanh liền nghe ngóng được nơi hạ lạc của Hòa Thượng Tam Bảo, hiện tại Hòa Thượng Tam Bảo đang làm Phật sự ở làng du lịch suối nước nóng. Chu Minh Xuyên và mấy vị cán bộ thôn thương lượng một chút, liền lái ba chiếc xe ba bánh tới làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy mời người. Hòa Thượng Tam Bảo nghe nói thôn Chu Tiểu Kiều có người đến, trong lòng thầm bội phục sự an bài của Trương Dương, nhìn mấy cán bộ của thôn Chu Tiểu Kiều, Hòa Thượng Tam Bảo lạnh lùng nói, mấy vị thí chủ tìm bần tăng cho chuyện gì. Chu Minh Xuyên cười bồi, nói, đại sư, chúng tôi lần này tới là để nói xin lỗi với ông. Hòa Thượng Tam Bảo nói, chuyện đã qua rồi, tôi cũng không bị thương nặng, chuyện này tôi sẽ không truy cứu, các người có thể về rồi. Chu Minh Xuyên nói, đại sư tấm lòng rộng rãi, từ bi vi hoài, khiến cho bọn phàm phu tục tử chúng tôi rất là xấu hổ. Hòa Thượng Tam Bảo híp mắt lại, tay không ngừng xoay Phật Châu, bộ dạng cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm. Mấy người Chu Minh Xuyên nhìn nhau. Vẫn do Chu Minh Xuyên nói, y ho khan một tiếng, nói, đại sư. Hòa Thượng Tam Bảo lạnh lùng nói, còn chuyện gì nữa? Chu Minh Xuyên kể lại chuyện phát sinh trong thôn tối qua lại một lượt, mấy thôn ủy đi theo y tới cũng nói chen vào. Hòa Thượng Tam Bảo thở dài, nói, tôi sớm đã nói rồi, chọc giận ông trời, tội không thể tha. Chu Minh Xuyên nói, đại sư, chúng tôi tới đây một là để nói xin lỗi với ông, hai là xin ông chỉ điểm một chút. Giúp chúng tôi hóa giải trận tai kiếp này. Hòa Thượng Tam Bảo cười thầm nghĩ các ngươi cũng có ngày hôm nay à. Hôm qua lúc đánh ta sao không có ai chịu nghe ta nói, y dứt khoát trầm mặc, bất kể là Chu Minh Xuyên nói sao cũng không lên tiếng. Chu Minh Xuyên quấy rầy cả nửa ngày, nhìn thấy không có nửa ngày, y liền đánh mắt ra hiệu cho Chu Lượng, Chu Lượng hiểu ý y, bước lên đưa một phong bì tới gần Hòa Thượng Tam Bảo, đại sư, đây là tiền thuốc thang cho thầy. Chỉ cần thầy giúp chúng tôi hóa giải tai kiếp này, chúng tôi sẽ nguyện ý quyên một tòa Phật tượng cho chùa Tam Bảo. Tay của Hòa Thượng Tam Bảo từ từ đặt lên phong bì, ông ta có một bản sự rất hay, chỉ cần đặt tay vào một cái lập tức có thể đoán được con số chuẩn xác bên trong phong bì đút 1.000 đồng, xem ra lão bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều rất có lòng thành, bách tính trong thôn kiếm tiền cũng không phải dễ. Hòa Thượng Tam Bảo nói, không phải là tôi không muốn giúp các người. Mà là cách làm của người trong thôn quả thực là chọc giận trời cao, nghịch thiên mà làm tất gặp báo ứng. Chu Minh Xuyên nói, không làm cũng làm rồi, chuyện đã phát sinh, xin đại sư điểm hóa cho. Hòa Thượng Tam Bảo nói, tai kiếm xảy ra tối qua chẳng qua là một cảnh cáo mà thôi, nếu như các người không mau rửa sạch tội nghiệt trên người, chuyện thảm hơn còn ở phía sau kia. Nếu như những lời này được nói vào ngày hôm qua, Hòa Tam Bảo kiểu gì cũng bị đánh hội đồng một trận. Nhưng rất nhiều lời nói của ông ta giờ đã được nghiệm chứng, những bách tính đã tin ông ta tới 7 phần. Chu Minh Xuyên nói, xin đại sư từ bi vi hoài, giúp mấy trăm nhân khẩu trong thôn chúng tôi một lần. Hòa Thượng Tam Bảo nhắm mắt lại, làm ra vờ khổ sở suy nghĩ, đám người Chu Minh Xuyên ngoan ngoãn đứng yên ở bên cạnh, không ai dám làm phiền vị Hòa Thượng trông có vẻ cam thâm mà chắc này. Đứng lặng cả 5 phút trời. Hòa Thượng Tam Bảo mới mở miệng nói, những tài vật mà người trong thôn cướp được toàn là những gì mà An Dâu Dậm năm đó cướp bóc mà có, chính là vật cực kỳ xui xẻo, những thứ đó bên trên đều chiêm nhiễm vô số linh oan hồn, mang về trong thôn tất nhiên là mang theo cả oan hồn và vận xui về rồi. Chu Minh Xuyên nói, tôi về thôn sẽ động viên mọi người giao đồ vật ra. Chu Minh Xuyên biết rõ trong lòng, Hòa Thượng Tam Bảo có 8-9 phần 10 là giống mình, động cơ đều là để giải quyết chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều. Mình chỉ cần phối hợp cho tốt là được. Tam Bảo nói, tôi hôm qua lúc đi qua lều linh cữu, phát hiện có lệ quỷ quanh quẩn bên trên linh cữu, người chết lúc sinh tiền làm nhiều chuyện xấu, thi thể của anh ta một khi không hỏa tang đi, những oan hồn này sẽ thường trú ở thôn Chu Tiểu Kiều. Nói tới đây Hòa Thượng Tam Bảo liền dừng lại, nói khẽ, lời của tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, còn làm thế nào thì phải trông vào bản thân các người. Thôn Chu Tiểu Kiều thực sự đã tới lúc sinh tử tồn vong, nếu các người vẫn cố chấp, không nghe khuyên can, tai họa chân chính sẽ lập tức giáng xuống đầu các người. Đám người Chu Minh Xuyên luôn miệng cảm tạ, rời khỏi làng du lịch suối nước nóng, Chu Minh Xuyên ngồi lên xe ba bánh, phất tay nói, về thôn động viên những thôn dân giấu tài vật quốc gia nộp hết lên, còn nữa, bảo anh em Chu ra hỏa thiêu Chu Hồng Vệ đi.
Chu Lượng nói nhỏ, tôi thấy bắt nộp lại những thứ đó thì dễ, nhưng hỏa thiêu Chu Hồng Vệ thì rất khó, anh em Chu gia cũng không phải là dễ chọc đâu. Chu Minh Xuyên gầm lên, hai anh em chúng thì tính là cái chó gì, so với sinh tử tồn vong của toàn thôn, hai đứa chúng ngay cả sợi lông cũng không bằng. Hòa thượng Tam Bảo lừa được đám người Chu Minh Xuyên đi xong thì đút phong bì vào trong tay áo, ông ta tới suối nước nóng tìm Trương Dương, Trương đại quan nhân đang tranh thủ lúc rảnh rỗi, thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng. Hoàng thượng Tam Bảo vén tay áp ngồi ở bên cạnh suối. Trương Dương hơi ngẩng đầu lên, hắn đeo kính râm mà Tống Hoài Minh tặng vừa hay che được ánh sáng chói mắt, sao rồi? Hòa thượng Tam Bảo cười nói, án chiếu theo những gì anh nói, thuận tiện kiếm thêm chút tiền. Trương Dương nói, bọn họ có tin ông không? Tam Bảo nói, biếu 1.000 đồng tiền thuốc men, tôi đang chuẩn bị nộp lên đây. Hòa thượng Tam Bảo nói, nhưng lại không có ý lấy tiền ra. Trương Dương nói, ông giữ lại dùng đi, coi như là chút bồi thường cho ông. Hòa thượng Tam Bảo nhìn xung quanh, hạ giọng nói, chủ nhiệm Trương, tiền hương hỏa mà anh đã đồng ý quyên. Trương Dương nói, tôi thấy ông không nên làm hòa thượng. Hòa thượng Tam Bảo cười nói, chủ nhiệm Trương đang mắng tôi đấy à? Trương Dương nói, tôi so dám mắng người xuất gia như ông. Tôi chỉ cảm thấy loại nhân tài như ông không đến phòng chiêu thương làm cán bộ thì thật là đáng tiếc. Hòa thượng Tam Bảo mặt dày, vẫn cười hi hi nói, nếu chủ nhiệm Trương thật sự cần, tôi có thể suy nghĩ chuyện hoàn tục. Trương Dương thoải mái giang tay ra trong suối nước nóng, đặt ở sau đầu, nói, ông tha cho tôi đi, thôn Chu Tiểu Kiều có phải là có rất nhiều người bị bệnh không? Hòa thượng Tam Bảo nói, tôi đang muốn nói chuyện này đây, thật là kỳ quái, trong một đêm có nhiều người bị bệnh như vậy, chẳng lẽ là báo ứng mà anh nói à? Trương Dương bảo, tới lúc ông đại hiển thân thủ rồi đấy. Hòa thượng Tam Bảo không xa lạ gì với thủ pháp này của Trương Dương, nhớ lại lúc ông ta và Trương Dương vừa quen nhau, lúc đó Trương Dương còn là một trưởng khoa nho nhỏ của Ban Phát triển Thị trường Du lịch, cũng lợi dụng thủ pháp này để lừa đám bán hàng rong ở đường lao động đi. Hiện giờ Trương Dương giở lại trò cũ, Hòa thượng Tam Bảo cơ hồ có thể đoán định chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều là do hắn làm, nhưng thực sự nghĩ không thông Trương Dương làm cách nào. Ông ta cũng không dám hỏi, chỉ có thể giữ sự nghi hoặc ở trong lòng. Không chỉ có một mình Hòa thượng Tam Bảo nghi hoặc chuyện này, Lâm Tú cũng vô cùng kỳ quái, mời Trương Dương vào văn phòng của mình, hỏi nhỏ chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều có phải là cậu làm không? Trương Dương lười biếng nói, dì Lâm, dì không nghe Hòa thượng Tam Bảo nói à, đó là báo ứng của họ. Lâm Tú đương nhiên sẽ không tin báo ứng gì cả, bà cười khẽ, nói tôi chỉ thấy đầy hiếu kỳ thôi, hốc mắt sư tử đá chảy máy khẳng định là có người sơn lên, hỏa hoạn ở từ đường Chu ra cũng là con người làm. Phát tán truyền đơn rất đơn giản, có điều đồng thời có nhiều người bị bệnh như vậy thì không giải thích được. Chẳng lẽ có người hạ độc vào nước dùng của họ? Trương Dương nói, sức tưởng tượng của dì Lâm thật là phong phú, nhưng loại chuyện này không thể liên tưởng lung tung được, phóng hỏa, đầu độc chính là chuyện làm loạn kỷ cương. Cái đó, cháu tốt xấu gì cũng là một đảng viên, một cán bộ quốc gia đường đường chính chính, loại chuyện như vậy cháu không làm đâu. Lâm Tú bán tính bán nghi nhìn Trương Dương. Trong lòng đã đoán chắc chuyện này có quan hệ với hắn, cho dù không phải là hắn làm thì hắn cũng là người sắp đặt kế hoạch, nếu không thì hắn vì sao lại gọi Hòa thượng Tam Bảo đến, chính là để phối hợp với hắn diễn màn kịch này mà. Lâm Tú cười nói, tôi cũng lười chẳng muốn quản, tôi chỉ hy vọng sóng gió lần này mau qua đi, để Cốc Xuân Hinh nhanh chóng trở lại những ngày yên bình. Trương Dương cười tủm tỉm, nói, sắp rồi, vốn chẳng phải là chuyện lớn gì, trong vòng 3 ngày là mây tan gió tạnh thôi. Tình hình bệnh dịch của thôn Chu Tiểu Kiều đang nhanh chóng phát triển, trung tâm khống chế bệnh dịch của huyện phái người tới, sau khi kiểm tra toàn thôn một lượt, hoài nghi chuyện phát bệnh tập thể lần này là sự kiện đầu độc, lấy mẫu nước giếng vẫn là màu đỏ của máu, mấy nhân viên công tác phí rất nhiều thời gian mới biện nhận ra được là bên trong có mangan cao và kali chua, đây mới chính là nguyên nhân khiến cho nước giếng biến thành màu đỏ. Nhưng cách giải thích của họ lại không thể nào tiêu trừ đi được tâm lý sợ hãi của thôn Chu Tiểu Kiều, ngược lại. Bọn họ lại vì các thôn dân người này nối tiếp người kia bị bệnh mà càng sợ hãi hơn, tiền bí thư chi bộ thân Chu Minh Xuyên hiệu triệu một tiếng, trong thôn lập tức bắt đầu nộp tang vật hôm giới đầu cướp được và cất giấu. Chu Minh Xuyên không dám tự tiện làm chủ, báo chuyện này lên xã Lý, bí thư đảng ủy xã Trúc Khánh Dân lại báo lên cục công an huyện, cục công an liên lạc với cục văn vật huyện, cùng nhau tới thu chỗ tài vật này. Có điều xe tiếp nhận văn vật đi tới cửa thôn thì không chịu vào. Một là 2 ngày trước chuyện thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều tấn công xe cảnh sát quá ầm ĩ,
hai là hiện tại đâu đâu cũng lưu truyền thôn Chu Tiểu Kiều phát sinh ôn dịch, cho nên không ai dám mang tính mạng của mình ra mạo hiểm cả. Chu Minh Xuyên dẫn mấy cán bộ thôn ủy cùng nhau nộp chỗ tài vật đó lên. Lúc đồng chí của Cục Văn vật huyện đang ghi danh sách thì Hòa Thượng Tam Bảo đến. Thấy Hòa Thượng Tam Bảo, đám người Chu Minh Xuyên chẳng ai thèm để ý đến những người này của Cục Văn vật nữa, toàn bộ đều ùa lên. Hòa Thượng Tam Bảo hiện tại ở trước mặt bọn họ chính là Như Lai chuyển thế, chính là cứu tinh của bọn họ. Hòa Thượng Tam Bảo tay áo phất phơ đi tới, Ai Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Chu Minh Xuyên bảo Chu Lượng tiếp tục công tác giao nhận tài vật, đi tới trước mặt Hòa Thượng Tam Bảo, chắp tay nói, Đại sư, thầy bất kể là thế nào cũng phải cứu chúng tôi, hiện tại trong thôn đã có hơi 30 người bị bệnh rồi, còn tiếp tục nữa thì sợ rằng người toàn thôn đều bị bệnh tiếp. Hòa Thượng Tam Bảo nói, dỡ lều linh cứu chưa? Chu Minh Xuyên thở dài. Lúc này phía trước lều linh cứu của Chu Hồng Vệ cục diện vô cùng khẩn trương, Chu Hồng Tinh nắm chặt đao mổ lợn, khí thế hùng hổ nhìn thôn dân ở xung quanh, gầm lên, mẹ kiếp, tao xem đứa nào dám tới nhà tao gây chuyện nào. Chu Hồng Quân cũng cầm một cây gậy gỗ trong tay. Bầu không khí ở hiện trường rất khẩn trương, lúc Chu Minh Xuyên và Hòa Thượng Tam Bảo tới, vừa hay thấy được cảnh này. Chu Minh Xuyên ỷ vào uy tín của mình ở trong thôn, quát Chu Hồng Tinh, cậu làm cái gì vậy? Tôi không phải đã nói rồi sao? Mau hỏa táng em trai cậu, đừng có làm liên lụy tới những người khác ở trong thôn. Chu Hồng Quân là một thầy giáo tiểu học, hắn không mê tín, đi tới trước mặt Chu Minh Xuyên, nói, bí thư chi bộ Chu, ông đừng nghe hòa thượng này yêu ngôn hoặc chúng, trên thế giới này làm gì có yêu nghiệt. Chuyện phát sinh trong thôn không có liên quan gì tới nhà chúng tôi cả. Chu Minh Xuyên lạnh lùng nhìn Chu Hồng Quân, nói, đánh rắm, chuyện hai anh em cậu làm rối rắm ầm ĩ tôi không quản, nhưng hiện tại thôn đều bị một nhà các anh làm liên lụy thành thế nào rồi. Lều linh cữu này lập tức dỡ đi cho tôi, tức khắc đưa thi thể của Chu Hồng Vệ tới sân hỏa táng. Chu Hồng Quân đối với Chu Minh Xuyên còn có chút kính úy, nhưng Chu Hồng Tinh thì lại không, gã dùng mũi dao sáng quắc chỉ vào Chu Minh Xuyên, các người đừng cho rằng tôi không nhìn ra nhé. Tất cả đều thông đồng với lão hòa thượng này để hại nhà chúng tôi, ai dám động thi thể của em trai tôi xem, lão tử một dao đâm chết hắn ngay. Chu Minh Xuyên nhìn dao mổ lợn sáng quắc cũng thấy có chút sợ hãi, hòa thượng Tam Bảo niệm Ai Di Đà Phật, nói Ai Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ chấp mê bất ngộ, thôn Chu Tiểu Kiều này chỉ sợ bị cậu liên lụy rồi. Chu Hồng Tinh mắt đỏ rực, bộc lộ rõ vẻ mặt hung ác, nói con mẹ, lão hòa thượng ông nói linh tinh gì đó, tôi giết ông trước. Gã phát điên rồi, cầm dao mổ lợn xông lên. Hòa thượng Tam Bảo cũng sợ, mình chẳng qua là phối hợp với kế hoạch của Trương Dương, nếu như bỏ mạng một cách hồ đồ ở đây, vậy thì xong rồi, ông ta quay người định chạy thì bị Chu Hồng Tinh cầm đao giết lợn liền mạng truy cản ở đằng sau. Hòa thượng Tam Bảo thấy Chu Hồng Tinh đuổi theo càng lúc càng gần, sợ đến nỗi hồn phi phách tán, bảo tướng trang nghiêm gì cũng sớm bay sạch ra ngoài chín tầng mây, chỉ luôn miệng hô cứu mạng, giết người rồi, giết người rồi. Đám thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều thấy Chu Hồng Tinh làm thật, ai ai cũng nhao nhao né tránh, không ai muốn bị ngộ thương cả. Có một nam tử trẻ tuổi mặc áo gió mày đen, đeo kính râm bước ra khỏi đám người, Chu Minh Xuyên nhìn thấy rất rõ ràng, nam tử này chính là Trương Dương. Trương Dương trong tay cầm một khẩu súng hơi, hắn giơ súng hơi lên nhắm chuẩn vào mông Chu Hồng Tinh, lúc ngón tay đặt lên cò súng, không quên nhìn về phía Chu Minh Xuyên cười cười, tôi phòng vệ chính đáng. Lúc nói, không chút do dự nhấn cò, bùm một tiếng. Súng hơi chuẩn xác găm vào mông Chu Hồng Tinh, tuy đạn của súng hơi không chí mạng, nhưng cảm giác bắn vào da thịt cũng đau đớn vô cùng, Chu Hồng Tinh hét thảm một tiếng, ôm mông ngã xuống đất. Lúc Chu Hồng Quân thấy Trương Dương cầm súng bắn em trai thì đã cầm gậy chạy tới, gầm lên một tiếng giơ gậy gỗ lên đập thẳng vào gáy Trương Dương. Trương Dương không thèm nhìn ra sau, phất tay gạt một cái, cây gậy gỗ thô to như cánh tay bị hắn chấn gãy ở giữa. Sau đó đá một cước ra sau, chúng ngay bụng dưới của Chu Hồng Quân, đá cho thân thể của Chu Hồng Quân bay lên trời phải 2 mét có dư, sau đó nặng nề va xuống mặt đất. Chương 337, chủ động tấn công cảnh sát. Hòa thượng Tam Bảo vẫn còn hoảng hốt đứng ngây đơ ra đó, nhìn Chu Hồng Tinh đang ôm mông gào thét ở đằng sau, ông ta chỉ vào Chu Hồng Tinh, nói ác đồ, tội nghiệt của thôn Chu Tiểu Kiều toàn bộ là do tên ác đồ ngươi gây ra. Trương Dương nhàn nhã tự đắc thu súng lại. Nhìn về phía Hòa Thượng Tam Bảo với ánh mắt khích lệ. Hòa Thượng Tam Bảo lại đi về phía thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều, ông ta lạnh lùng nói, các người có muốn thân nhân của mình mau chóng khỏi bệnh không? Có muốn hóa giải trường tai kiếp này không? Muốn,
Chu Minh Xuyên dẫn đầu lớn tiếng hưởng ứng, kỳ thực trong tất cả thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều, người sáng mắt nhất chính là y biết rõ rằng, mặc kệ chuyện này có phải là báo ứng hay không, nhưng Trương Dương đã nhúng tay vào, nghĩ tới sự kiện làng du lịch suối nước nóng, sức chiến đấu của Trương Dương hôm đó đã được tất cả mọi người công nhận, huống chi Chu Minh Xuyên còn có vô số cái thóp bị hắn nắm trong tay. Thôn dân ở xung quanh nhao nhao gật đầu, có người nói, đại sư, chỉ cần có thể cứu được thôn chúng tôi, thầy nói gì chúng tôi cũng nghe. Hòa thượng Tam Bảo nói, dỡ lều linh cứu đi, liên hệ với đài hỏa táng, mang Chu Hồng Vệ tới đó hỏa táng đi. Chu Hồng Tinh cố nhịn đau gào lên, tao xem ai con mẹ nó dám làm thế nào. Chu Minh Xuyên phất tay, nói các hương thân, thôn Chu Tiểu Kiều chúng ta đã tới lúc sinh tử tồn vong rồi, cha mẹ anh em chúng ta, chị em con cái chúng ta tùy thời tùy khắc đều đối diện với một trận tai họa ngập đầu. Chúng ta không làm việc xấu, chúng ta vì sao phải chịu trách nhiệm về những hành vi xấu xa của họ. Các anh em, theo tôi, dỡ lều linh cữu, Chu Minh Xuyên dẫu sao cũng là người từng làm bí thư chi bộ đảng, năng lực vận động và xúi dục vẫn có. Dưới sự cổ động của y, mấy thanh niên theo y xông vào trong lều. Chu Hồng Tinh nắm chặt dao một đứng dậy, nhưng Hòa Thượng Tam Bảo mắt tinh chân nhanh, hung hăng giẫm một cái lên cánh tay đang cầm dao giết lớn của Chu Hồng Tinh, bởi vì vừa rồi Chu Hồng Tinh đuổi theo khiến ông ta hồn phi phách tán, cho nên cú giẫm này của Hòa Thượng Tam Bảo căn bản không lưu tình. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, không ngờ lại giẫm gãy cả xương cổ tay của Chu Hồng Tinh, Chu Hồng Tinh hét hoa hoa. Hòa thượng Tam Bảo thu chân lại, nói, ai di đà Phật. Giả vờ như không có chuyện gì bước đi. Trương Dương nhìn rất rõ ràng, hòa thượng này giẫm một cú cũng thâm thật, hắn đương nhiên sẽ không nói toạc ra, hiện tại Tam Bảo là chiến hữu thân thiết của hắn, bao gồm cả Chu Minh Xuyên, bao gồm cả ba anh em Sử Gia mang ác danh rõ ràng đều là chiến tuyến thống nhất của hắn. Vị vĩ nhân nào đó không phải đã nói, nhân dân chúng ta vào lúc chiến tranh phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết ư. Con người ta khi gặp nguy cơ trước tiên luôn nghĩ tới bản thân mình, những thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều bị những chuyện liên tiếp phát sinh dọa cho lục thần vô chủ, hiện tại Hòa Thượng Tam Bảo nói gì bọn họ cũng tin, lại thêm có sự cổ động của tiền bí thư chi bộ Chu Minh Xuyên, cái gì nhất trí đối ngoại, cái gì đồng khí liền cành sớm đã ném sang một bên, mấy thanh niên xông vào trong lều. Không lâu sau đã dỡ sạch sẽ cả lều linh cữu, lão gia tử của Chu Hồng Vệ chạy ra cản, không biết là ai đẩy lão xuống đất. Còn đấm đá túi bụi. Lão đầu tử nhìn thấy nơi dựng lều linh cữu đã thành bình địa, xe chuyển xác của đài hỏa táng cũng đã tới rồi, không ai hiểu được tại sao xe chuyển xác lại tới nhanh đến vậy. Kỳ thực Trương đại quan nhân đã liên hệ từ trước rồi, bảo bọn họ đợi ở ngoài thôn, vừa gọi điện thoại cái là tới liền. Ông già của Chu Hồng Vệ khóc lóc xin người ta đừng mang thi thể đi. Hai anh em Chu Hồng Quân và Chu Hồng Tinh cũng đỡ nhau chạy lên cản, nhưng ba người bọn họ ở rước mặt mấy trăm thôn dân, lực lượng quá bạc nhược, Chu Minh Xuyên hiệu triệu, nhà các người hại cho thôn thành như thế nào rồi còn hiềm chưa đủ à? Hiện tại chúng tôi muốn xua đuổi vận đen đi, để thôn của chúng ta được khôi phục yên tĩnh. Không biết là ai hét lên, đuổi tang môn này ra khỏi thôn đi. Để tránh làm hỏng phong thủy trong thôn chúng ta, lúc quần tình kích động như thế này, rất dễ sản sinh ra hiệu quả một hô trăm ứng. Các thôn dân khênh cha con Chu ra lên, ném bọn họ ra ngoài cửa thôn. Trong quá trình Trương Dương và Hòa Thượng Tam Bảo đều đứng ngoài cuộc, ngòi nổ đã châm rồi, cục diện cũng không cần họ khống chế nữa, chuyện gì cũng tự nước chảy thành sông. Hòa Thượng Tam Bảo giả vờ nói, thiện tai, chủ nhiệm Trương, tôi thấy nhà họ cũng rất đáng thương. Trương Đại Quan Nhân nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, vừa rồi lúc Chu Hồng Tinh cầm dao truy sát, ông có cảm thấy gã đáng thương không? Hòa thượng Tam Bảo nói, A-di-đà Phật, tôi là người trong Phật môn, loại chuyện này tôi không để trong lòng đâu. Trương Dương cười nói, ông đúng là từ bi vi hoài. Thế còn, cổ tay của Chu Hồng Tinh bị gãy rồi, tôi đưa cho ông chú thuốc kim sang, ông đuổi theo chữa cho gã nhé. Hòa thượng Tam Bảo bị Trương Dương nói trúng chỗ hiểm, mặt có dày hơn nữa cũng phải đỏ bừng lên, xấu hổ ho khan một tiếng, xem ra tôi và người của thôn Chu Tiểu Kiều có duyên, trường tai kiếp này, tôi phải giúp họ hóa giải. Trương Dương nói, cứu một mạng người còn hơi xây bảy tòa tháp, ông lần này cứu được nhiều người của thôn Chu Tiểu Kiều như vậy, lập được công lao vô lượng, làm tốt lắm, tôi rất coi trọng ông, sau này giành chức phương trưởng không có vấn đề gì. Hòa thượng Tam Bảo mặt mày hớn hở nói, cảm ơn lời nói may mắn của chủ nhiệm Trương. Trương Dương nói, để lại cơ hội thành thánh nhân cho ông, tôi ra ngoài xem thế nào. Hòa thượng Tam Bảo bước lên một bước, nói, chủ nhiệm Trương, thuốc đó dùng được không? Trương Dương cười nói, yên tâm đi,
tôi tuyệt đối sẽ không hại ông. Cha con Chu Gia bị đuổi ra khỏi thôn Chu Tiểu Kiều, lúc này có 5 phóng viên vây lấy, bọn họ gần đây đều thường trú ở xã Hắc Sơn Tử để tiện phóng vấn sự kiện núi Thanh Đài, còn có 2 người ở thôn Chu Tiểu Kiều, hôm qua sau khi thôn Chu Tiểu Kiều phát sinh cái gọi là ôn dịch, bọn họ cũng sợ nên bỏ đi. Nghe nói thôn Chu Tiểu Kiều lại có chuyện, bọn họ lập tức lái xe tới, cầm máy ảnh bắt đầu chụp hiện trường. Chu Minh Xuyên chỉ vào mấy phóng viên, nói, không cho chụp. Lại có người nói, ai dám chụp thì tần người đó. Mấy thanh niên to khỏe xông lên, những phóng viên đó nhìn ra là có vấn đề, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Chu Minh Xuyên nói, đuổi theo cho tôi, cái đám chó đẻ đó muốn tuyên truyền chuyện xấu của thôn chúng ta ra ngoài. Không cho phép một ai đi cả. Mấy phóng viên kinh hoàng thất thố lên xe, lái xe chạy vào trong xã, nhưng mấy hán tử của thôn Chu Tiểu Kiều đã đuổi ra rồi. Người ta cũng có công cụ giao thông, năm chiếc máy kéo tay vịn đuổi sát theo không tha, nếu như là dưới tình huống bình thường thì xe kéo bất kể là như thế nào cũng chạy đua được với xe hơi, nhưng đây là ở trong núi, đường xá quanh co, lại thêm trình độ quen đường của lái xe còn lâu mới bằng được thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều, thủy chung không thể nào cắt đuôi họ được. Thực sự là không có cách nào chạy tới xã Hắc Sơn Tử được, một xe của họ liền lái vào trong đồn công an của xã Hắc Sơn Tử. Đồn công an không kịp hỏi rõ tình huống, mấy hán tử của thôn Chu Tiểu Kiều cũng ngồi xe kéo tiến vào trong đồn công an. Mấy cảnh viên đều hoảng hồn, vội vàng thỉnh ý của trưởng đồn Chu Lương Thuận. Chu Lương Thuận đi ra ngoài, nhìn thấy cục diện quần tình sục sôi thì cũng có chút to cả đầu, gã trước tiên vỗ về thôn dân đang kích động, sau đó quay vào trong đồn công an. Năm phóng viên đều sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, run giọng yêu cầu đồn công an bảo vệ họ. Chu Lương Thuận nói, ai bảo các người chụp người ta? Người trong núi không thích xuất đầu lộ diện, các người làm như vậy, gọi là xâm phạm quyền riêng tư của người ta đấy, mau mà các người chạy nhanh, nếu không chỉ sợ bọn họ đã đập chết các người rồi. Mấy phóng viên sợ đến nỗi lục thần vô chủ, đồng chí cảnh sát, chúng tôi phải làm sao bây giờ, anh giải thích giúp chúng tôi đi. Chu Lương Thuận nói, giải thích thế nào cũng vô dụng. Hiện tại người ta luôn miệng kêu các người xâm phạm quyền riêng tư của người ta, muốn đập vỡ toàn bộ máy ảnh máy quay của các người. Còn đòi lôi các người vào trong thôn để đánh, người trong núi mà đã nóng lên rồi thì khó giải quyết lắm. Vậy phải làm sao, các anh là cảnh sát, các anh phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Chu Lương Thuận nói, tôi chỉ đảm bảo cho sự an toàn của các người khi các người ở trong đồn công an, ra khỏi cửa thì tôi cũng chịu. Vậy tôi ở luôn trong này. Chu Lương Thuận nói, các người không phạm pháp, tôi cũng thể giữ các vị ở đây được. Chúng tôi không đi đâu cả, cứ ở trong đồn công an thôi. Mấy phóng viên bị dọa cho sợ lắm rồi, hiện tại ra ngoài khẳng định là bị thôn dân đang tức giận đánh cho một trận. Chu Lương Thuận có chút khinh thường nhìn đám phóng viên, các người thích ở thì cứ đi mà ở. Cha con Chu Hồng Quân bị đuổi ra khỏi thôn Chu Tiểu Kiều, thi thể của Chu Hồng Vệ thì bị kéo tới đài hỏa táng. Chu Hồng Quân thương lượng với cha một chút, hai người bọn họ trước tiên dùng xe ba bánh đưa Chu Hồng Tinh tới bệnh viện huyện, sau đó Chu Hồng Quân đi báo án, nhưng hắn còn chưa kịp rời khỏi phòng cấp cứu thì đã có cảnh sát tìm tới cửa. Chu Hồng Quân nhận ra một vị cảnh sát trong đó, là Đỗ Vũ Phong trước đây từng ở xã Hắc Sơn Tử làm phó đồn trưởng, có điều nghe nói người này đã được điều tới Giang Thành, nhưng không biết vì sao giờ lại tới Xuân Dương. Đỗ Vũ Phong nói, Chu Hồng Quân, em anh đâu? Chu Hồng Quân nói, đang ở trong phòng cấp cứu. Đỗ Vũ Phong cười lạnh, nói, mông bị trúng đạn súng hơi thôi mà cũng phải cấp cứu. Thật là biết khoa trương. Chu Hồng Quân nói, cảnh quan Đỗ, chúng tôi muốn báo án, chúng tôi muốn cáo trạng. Đỗ Vũ Phong nói, tôi sở dĩ tới đây cũng là nhận được báo án đó. Gã vừa nói vừa bước vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu đã lấy viên đạn súng hơi từ trong mông Chu Hồng Tinh ra, Chu Hồng Tinh bị thương không nặng. Chỉ lấy đạn ra là giải quyết được vấn đề. Đỗ Vũ Phong đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, nói với hai trợ thủ đi theo gã, đợi Chu Hồng Tinh đi ra thì bắt gã về. Chu Hồng Quân ngây ra, hắn nhìn Đỗ Vũ Phong, mặt mày bi phẫn nói, cảnh sát các người có nhầm không đó? Sao lại bắt em tôi? Là Trương Dương dùng súng hơi bắn em tôi. Đỗ Vũ Phong nói, anh ta là phòng vệ chính đáng, hiện trường có thể tìm được mấy chục nhân chứng. Lúc đó, Chu Hồng Tinh cầm đao truy sát tăng nhân Tam Bảo của chùa Nam Lâm, Trương Dương là dám làm việc nghĩa. Chu Hồng Quân nói, các người quan lại bảo vệ nhau, các người thông đồng với nhau. Đỗ Vũ Phong cười lạnh, gật đầu, truy sát hòa thượng Tam Bảo anh cũng có vậy, anh cũng đi theo chúng tôi. Chu Hồng Quân mắt đỏ rực,
nói tôi sao phải đi theo các người. Có còn thiên lý nữa không? Tôi cảnh cáo các người, tôi sẽ báo chuyện của các người cho giới truyền thông, để họ vạch trần chuyện ác của các người, để toàn Giang Thành, không. Để toàn Bình Hải, toàn Trung Quốc bia được sự đen tối của các người. Đỗ Phú Phong chỉ vào mũi Chu Hồng Quân, nói Chu Hồng Quân, người khác không biết anh, nhưng tôi còn không rõ anh chắc. Anh là một thầy giáo tiểu học của thôn xã thì quen biết gì với giới truyền thông. Bằng vào anh, cả đời này ngả cả lan can tuyên truyền của chính phủ xã còn không trèo qua nổi mà còn nhắc tới giới truyền thông à. Đỗ Phú Phong mặt sầm xuống, nói, bắt lại. Cảnh sát dưới tay xông lên, bẻ quạt tay Chu Hồng Quân ra sau rồi còng lại, Chu Hồng Quân gào lên, các người mà là cảnh sát à, là xã hội đen mới đúng, các người trừ khi phụ lão bách tính chúng tôi ra thì có bản sự gì chứ, tôi phải kiện các người. Đỗ Phú Phong tìm một mảnh vải, đút vào miệng Chu Hồng Quân. Ông già của Chu Hồng Quân ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì run lẩy bẩy, Đỗ Phú Phong nói, lão gia tử, con trai ông hôm nay giết người không thành, tuy chưa cấu thành sự thực giết người, nhưng tính chất ác liệt thì không kém gì tội giết người. Lão già run rẩy nói, rõ ràng là tên họ Trương rút súng bắn con trai tôi. Đỗ Phú Phong nói, ông còn lấy chuyện nổ súng ra mà nói nữa à, nếu như người ta không nổ súng ngăn cản gã. Một dao của con trai ông đã giết chết Hòa Thượng Tam Bảo rồi, sao? Nhà cái ông chuẩn bị đi kiện người ta à? Thật đúng là hảo tâm lại bị coi là lòng lang dạ thú, Trương Dương ngăn cản hành vi phạm tội của con trai ông, chẳng khác nào bảo vệ tính mạng cho gã. Người ta là ân nhân cứu mạng của cả nhà ông đó, thật sự không biết một nhà lớn bé các ông kiểu gì nữa, sao một chút lương tâm cũng không có thế. Chu Hồng Tinh vừa băng bó vết thương xong thì bị cảnh sát mà Đỗ Vũ Phong dẫn tới bắt đi. Chu Hồng Quân trước khi lên xe cảnh sát, nói với ông già hắn, đi tìm phóng viên Lưu. Năm phóng viên đang ở trong đồn công an xã Hắc Sơn Tử ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đã ở trong đồn công an được hơn một tiếng rồi, một cảnh sát đi tới, nói với họ các người bị làm sao vậy? Chúng tôi sắp tan ca rồi, các người đi đi. Một phóng viên lớn tuổi ở bên trong nói, còn có người ở bên ngoài không? Đi rồi. Thật chứ? Tôi lừa các người làm gì? Mau đi đi. Mau đi đi, còn không đi là tôi khóa cửa đấy. Năm phóng viên đi ra khỏi cửa, quả nhiên thấy trong sân của đồn công an trống không, vì để ổn thỏa, họ vẫn phái một người ra trước xem thử, bên ngoài cũng không có ai, năm người vừa rời khỏi đồn công an, còn chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy đám trai tráng của thôn thôn Chu Tiểu Kiều hò hét xông về phía họ. Dọa cho đám phóng viên này lại quay đầu chạy vào trong đồn công an. Cảnh viên nhìn thấy họ quay lại, liền bước lên cản đường, làm gì vậy? Các người tưởng đồn công an là khách sạn à? Mấy phóng viên nói gì cũng không đồng ý đi ra, cảnh viên đó tức giận nói, các người đừng có lằng nhằng, ra ngoài hết cho tôi. Đây là nơi nhốt phần tử phạm pháp. Vậy thì coi chúng tôi là phần tử phạm pháp rồi nhốt vào đi. Cảnh viên cười lạnh, nói các người cho rằng đây là đâu? Nói tới là tới à? Tên phóng viên lớn tuổi đó quay đầu lại nhìn thôn dân đang hò hét ở bên ngoài, y cắn chặt môi, trong nháy mắt đưa ra một quyết định khó khăn. Y bước lên đấm vào ngực cảnh sát đó, tôi đánh cảnh sát rồi. Cảnh viên đó mặt mày ngơ ngác, còn chưa hồi thần thì mấy phóng viên còn lại cũng lao lên mỗi người đấm cho hắn một cú, chúng tôi đều đánh cảnh sát rồi, anh bắt chúng tôi đi. Phía sau truyền tới giọng nói của trưởng đồn Chu Lương Thuận, giữa ban ngày ban mặt, các người làm phóng viên mà không ngờ dám chạy tới đồn công an đánh cảnh sát. Hay lắm, tưởng rằng chúng tôi không dám bắt các người à, bắt tất cả lại cho tôi, nhốt hết vào. Chu Lương Thuận bao các cảnh sát nhốt nam phóng viên lại, quay lại văn phòng của mình, gọi điện thoại cho bí thư xã ủy Trúc Khánh Dân, bí thư Trúc, những phóng viên này toàn bộ ở đồn công an. Bọn họ đánh cảnh sát, phạm pháp rồi. Trong điện thoại truyền tới giọng nói có chút hưng phấn của Trúc Khánh Dân, vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, phóng viên thì sao? Phóng viên phạm pháp cũng phải bắt. Người ta có thể bước lên thượng thần đàn đều có nguyên nhân nhất định. Khi Hòa Thượng Tam Bảo còn chưa nghĩ thấy là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bị đẩy lên thần đàn, ông ta sau khi giả vờ giả vịt tụng kinh làm phép ở thôn Trang Chu Tiểu Kiều xong, lấy một vại nước trong, sau khi hòa niệm châu vào bên trong, vại nước này liền biến thành thánh thủy. Ông ta nói với Chu Minh Xuyên, tôi dùng thành tâm khiến Phật Tổ cảm động, Phật Tổ ban cô tôi một vại lâm, vại nước này có thể rửa sạch tội nghiệt trên người thôn dân toàn thôn. Chu Minh Xuyên cung kính gật đầu, kỳ thực y vốn cũng chẳng tin. Nhưng trình độ diễn xuất của hòa thượng này thực sự là quá cao siêu, trừ cảnh hôm nay bị anh em Chu Hồng Tinh truy sát ôm đầu bỏ chạy trông rất mất phong độ ra, đa số thời gian còn lại đều giữ vẻ trang nghiêm cao thâm mặt chắc. Đương nhiên chỉ bằng những lời nói suông thì không được,
Bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều cũng không phải là dễ lừa, tuy giữa đêm liên tiếp gặp nhiều đả kích tinh thần như vậy, nhưng điều thực sự làm ý chí của họ sụp đổ vẫn là trận ôn dịch đột nhiên giáng xuống đó. Ôn dịch là bản thân họ cho rằng như vậy, tới hiện tại bệnh viện cũng vẫn không tra ra là bệnh gì. Nhân viên kỹ thuật của trung tâm khống chế dịch bệnh cứ giả vờ giả vịt điều tra mãi, ở trong thôn cũng đi một vòng rồi, có trời mới biết lúc nào mới có thể điều tra ra kết quả. Đối với lão bách tính mà nói thì người có thể cứu bọn họ ra khỏi khốn cảnh chính là đại cứu tinh của họ, Hòa Thượng Tam Bảo vào lúc nguy nan quan đầu xuất hiện, ông ta dùng một vại nước sạch để phổ độ chúng sinh. Để đảm bảo hiện trường giữ được trật tự, Chu Minh Xuyên đặc biệt tổ chức 8 thanh niên khỏe mạnh đứng bảo vệ trước vại nước, do Hòa Thượng Tam Bảo và y phụ trách phân phát cái gọi là cam lâm này, Chu Minh Xuyên cũng không muốn chơi trội, y sợ Hòa Thượng Tam Bảo một mình không làm xuể thôi, lúc ban đầu, không có ai đi về phía y. Thà là xếp hàng dài ở phía Hòa Thượng Tam Bảo chứ nhất quyết không chịu nhận nước sạch từ trong tay y, còn có người sợ sau khi Chu Minh Xuyên sờ vào vại nước thì mất đi hiệu quả. Nhắc nhở y, bí thư chi bộ Chu, ngài đứng tránh ra một chút đi, đừng chạm vào thánh vật của Phật môn. Chu Minh Xuyên bực bội không thôi, con mẹ nó, thánh vật Phật môn cái dám gì, vại nước này là của nhà ta. Người khác không biết nhưng y thì biết rõ, nước trong vại toàn bộ đều là lấy từ trong giếng nước nhà y. Nhưng kỳ tích không ngừng xuất hiện, mấy chục thôn danh sinh bệnh sau khi uống Phật môn cam lâm mà Hòa Thượng Tam Bảo phân phát cho, trong khoảng thời gian ngắn đã dừng nôn mửa, chứng trạng nhanh chóng giảm nhẹ, tin tức này giống như là được chắp cánh vậy, vào buổi chiều đã lưu truyền khắp cả xã Hắc Sơn Tử, lần này thì hay rồi, những người ở trong thôn khác có bệnh bên người cũng tới cầu y, Chu Minh Xuyên bảo người chặn cửa thôn, không cho phép người ngoài vào, thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều sáng sớm ngày hôm qua còn ủ rũ phiền muộn. Giờ trong thôn có Phật sống, ai ai cũng cảm thấy vinh quang, không ai nhắc tới chuyện Phật sống hôm qua bị đánh, cũng không ai nhớ tới cảnh Phật sống hôm nay còn bị Chu Hồng Tinh đuổi theo như giết lợn nên phải ôm đầu bỏ chạy. Hòa Thượng Tam Bảo thần thanh khí sảng, con người tranh khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Loại cảm giác muôn sao quanh trăng này, loại tư vị được mọi người kính ngưỡng này vô cùng mỹ diệu, đừng nói là bị đánh một trận, cho dù bị đánh thêm hai trận cũng đáng. Đột nhiên, ông ta cảm thấy mình giống như là Bồ Tát sống cứ giúp mọi người trong lúc nước sôi lửa bỏng, bản thân mình chính là cứu thế chủ của bách tính thôn Chu Tiểu Kiều, không khỏi có chút lâng lâng. Đầy một vại nước Phật môn cam lâm phân phát gần hết, Chu Minh Xuyên nghiêm cách quản lý, không cho phép thôn dân quay lại nhận nữa, y nhìn vại nước, ước chừng chắc còn lại chừng một chậu, liền nói với con trai, Hồng Kiện. Mang chậu nước này về nhà đi, y tuy không tin, nhưng cũng thèm thuồng chỗ Phật môn cam lâm còn lại này. Hòa Thượng Tam Bảo tuy là người xuất gia, nhưng luận tới sự linh hoạt của đầu óc thì tuyệt không kém bất kỳ ai, ông ta mỉm cười nói, bí thư chi bộ Chu, vật này ông đã quyên công đức rồi, há có thể tùy tiện mang về. Chu Minh Xuyên nói khẽ, đại sư, lát nữa tôi tới chùa Nam Lâm quyên thêm chút công đức. Y bắt đầu gợi ý. Hòa Thượng Tam Bảo nói, đáng tiếc, tôi đã đáp ứng người ta rồi. Ông ta chỉ vào Chu Minh Trung của viện vệ sinh thôn đứng đó không xa. Chu Minh Trung chen lên, sai hai anh em của gã cùng tới khênh vại nước lên. Chu Minh Xuyên đi lên kéo Chu Minh Trung lại, nói, Minh Trung, anh làm gì với vại nước nhà tôi thế? Chu Minh Trung nói, bốn anh em chúng tôi đã quyên 500 đồng tiền hương hỏa rồi, đại sư đã đồng ý tặng vại nước cho chúng tôi. Chu Minh Xuyên nói, anh cần vại nước này để làm gì? Con trai tôi vẫn bị bệnh, tôi mang cam lâm về cho nó. Chu Minh Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy anh em Chu Minh Trung mang vại nước đi, y coi như đã hiểu rồi, hòa thượng này tuyệt đối không phải là Phật sống tế thế gì cả, chỉ thích có tiền, tay không bắt sói trắng thôi, bán luôn cả vại nước nhà y. 500 đồng, ta cũng muốn. Phật môn cam lâm đã phân xong rồi, nhưng trình độ hoan nghênh mà hòa thượng Tam Bảo được nhận vẫn không giảm đi tí nào, một đám phụ nữ trung niên và già cả đều vây bên cạnh ông ta, trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ông ta. Phụ nữ nông thôn sẽ không dùng cách ký tên để biểu đạt lòng ngưỡng mộ, chỉ tuét miệng dùng ánh mắt thuần phác và thành kính nhìn vị Phật sống này. Trên mặt Phật sống tuy vẫn còn vết thương do bị đánh, nhưng trên người người ta lại được phủ lên một vầng sáng. Hòa Thượng Tam Bảo kiên nhẫn trả lời câu hỏi của họ, thuận tiện không quên tiếp tục tăng thêm chút tội trạng cho Chu Hồng Tinh, khiến cho người của thôn Chu Tiểu Kiều càng thêm khinh rẻ người này, mắng chửi người ta không ngớt. Hòa Thượng Tam Bảo trên lưỡi nở hoa sen, nói dối luôn mồm. Có điều buổi chiều này ông ta vẫn làm không ít chuyện tốt. Thứ nhất, xua đuổi ôn dịch khiến thôn dân sợ vỡ cả mật. Hai, ông ta giúp tất cả mọi người ý thức được rằng, hôm đó cướp đoạt tài vật của quốc gia là tội nghiệt,
là sai trái, chính bởi vì hành vi sai lầm đó của họ mới dẫn tới kiếp nạn ngày hôm nay. Hòa thượng Tam Bảo quả thật là tham tài, nhưng ông ta trên nguyên tắc vẫn giữ rất vững, ông ta giảng giải cho đám bách tính này phải hướng thiện. Chu Minh Xuyên từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh nghe, y không thể không bội phục, bàn tới công tác tư tưởng, Hòa thượng Tam Bảo còn xuất sắc hơn một bí thư chi bộ thôn hơn y rất nhiều. Nếu như Hòa thượng Tam Bảo tới sớm hơn vài ngày để giảng giải tinh nghĩa Phật môn, chắc trận cướp bóc và giới đấu đó sẽ không phát sinh đâu. Dưới sự giảng đạo của Hòa thượng Tam Bảo, lại có thôn dân chủ động tới nộp một số tang vật lúc trước không nỡ mang ra. Hòa thượng Tam Bảo giảng cho tới khi mặt trời lặn mới rời khỏi thôn Chu Tiểu Kiều, đám thôn dân đó quyến luyến không nỡ rời xa, một mực tiến ông ta ra tới tận ngoài thôn, ở cửa thôn có mấy chiếc xe. Xe cảnh sát là hiệp trợ thu giữ văn vật, xe cứu hộ là tùy thời chuẩn bị cứu thôn dân bị bệnh. Xe jeep của Trương Dương cũng đỗ ở đó, hắn cả chiều nay trừ gọi điện thoại ra thì cũng chẳng có gì để làm, cho nên mới nằm ở đây ngủ. Hòa thượng Tam Bảo chủ trừ một hồi lâu mới đi tới trước xe jeep, gõ cửa sổ. Sau khi đánh thức Trương Dương dậy mới cười tủm tỉm kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trương Dương cũng chẳng buồn nói chuyện với ông ta, thằng nhóc này kéo cửa xe xuống, vẫy tay tạm biệt với các thôn dân. Một lão thái thái tóc bạc già cả bước lên nắm tay Hòa thượng Tam Bảo, kích động đến nỗi trực rơi nước mắt, Bồ Tát sống, ngài đúng là Bồ Tát sống, nếu như không có ngài, thôn chúng tôi lần này thực sự là xong rồi. Hòa thượng Tam Bảo nở một nụ cười rất hiền lành, rất ấm áp, nặn ra vẻ mặt thương xót chúng sinh, nữ thi chủ, hãy nhớ lời tôi, làm nhiều việc tốt, tích đứa cho con cháu. Đại sư, mấy phụ nữ trung niên lại xông tới. Trương đại quan nhân nhìn mà há miệng trợ mắt, cứ như vậy thì chỉ sợ là còn lâu mới đi được, thằng ôn này dậm mạnh ga làm động cơ xe nổ rất to, dọa cho đám phụ nữ trung lão niên vội vàng né tránh, Trương Dương cười to lái xe đi. Đám thôn dân đó đứng ở cửa thôn, nhìn khói bụi do xe jeep làm bốc lên, không biết là ai than một câu, Phật sống hiển linh. Hòa thượng Tam Bảo rất bất mãn với cách làm vừa rồi của Trương Dương, tức giận nhìn hắn, anh sao có thể làm vậy được? Vạn nhất dọa những nữ thí chủ đó thì sao? Trương Dương cười ha ha, nói, hôm nay thu hoạch ổn chứ? Hòa thượng Tam Bảo nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này liền lập tức trầm mặc. Trương Dương liếc ông ta một cái, cười rất ý nhị. Hòa thượng Tam Bảo nói, A-di-đà Phật, cha con Chu gia đã bị đuổi ra khỏi thôn rồi, chuyện mà anh bảo tôi cũng làm xong rồi. Ngày mai tôi sẽ về Giang Thành. Trương Dương nói, còn có một chuyện nữa. Chuyện Trần Sùng Sơn nổ súng bắn chết Chu Hồng Vệ còn cần một nhân chứng, ông phải giúp tôi tìm nhân chứng. Hòa thượng Tam Bảo nói, những thôn dân này tuy đuổi nhà họ ra khỏi thôn rồi, có điều, ai bảo ai ra làm chứng đây, sợ là họ không nguyện ý đâu. Trương Dương nói, tôi không có năng lực đó, nhưng ông thì có. Hiện tại thôn Chu Tiểu Kiều ai ai cũng sùng bái ông như Phật sống, ông chỉ cần nói một câu, khẳng định là có người nguyện ý đứng ra làm chứng cho ông. Hòa thượng Tam Bảo nói, chủ nhiệm Trương, thân là đệ Phật môn, áp lực của tôi rất lớn. Trương đại quan nhân nói, phàm là làm chuyện gì cũng phải để ý quá trình, thử nghĩ xem, chỉ cần dụng tâm của ông là tốt, kết quả sau cùng sẽ tốt. Phật tổ cũng sẽ tán thành ông làm vậy. Hòa thượng Tam Bảo từ trong lời nói của Trương Dương ngộ ra gì đó, gật đầu, nhắm hai mắt lại, nói cứu bọn họ là một chuyện, nhưng bảo bọn họ đứng ra làm chứng lại là chuyện khác. Trương Dương nói, tôi thấy họ rất tín nhiệm ông. Hòa thượng Tam Bảo nói, còn chưa tới mức sùng bái mù quáng. Trương đại quan nhân cười giảo hoạt, có cần tôi giúp ông châm thêm tí lửa không? Hòa thượng Tam Bảo nói, thế là ý gì? Trương Dương dừng xe ở làng du lịch suối nước nóng, sau đó ghé vào tai Hòa thượng Tam Bảo nói mấy câu. Tam Bảo trừng mắt lên, nói thế cũng được à? Trương Dương cười bảo, tôi nói được là nhất định được. Tam Bảo có chút đắn đo, nhưng ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người vô tội. Sao có thể vậy được? Khi hai người đang ở trong xe châu đầu ghé tai thì Lâm Tú và chồng là Tạ Chí Quốc đang cùng lão tư lệnh Sở Trấn Nam đi qua, Trương Dương nhìn thấy Sở Trấn Nam, vội vàng thôi không nói chuyện với Hòa thượng Tam Bảo nữa, đẩy cửa đi xuống, thân thiết chào, thủ trưởng tới rồi đấy à? Sở Trấn Nam vừa mới tới suối nước nóng, ông ta ở Giang Thành mấy ngày, chuyện của Trần Sùng Sơn Thủy Chung không có tiến triển gì. Tư lệnh quân phân khu Giang Thành Quách Lương một mực đảm bảo với ông ta rằng, chuyện này cứ giao cho bọn họ phụ trách, lão tư lệnh mới đồng ý tới làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy nghỉ ngơi hai ngày. Tạ Chí Quốc cười cười với Trương Dương, y đã nghe nói chuyện Trương Dương dùng súng bắn Chu Hồng Tinh, thời gian chuyện này phát sinh không lâu,
nhưng tốc độ tin tức được truyền bá thì lại rất nhanh, ngay cả phía Giang Thành cũng đã nghe ói tới. Trần Sùng Sơn nổ súng bắn Chu Hồng Vệ đã gây ra sóng gió lớn như vậy, không ngờ Trương Dương vẫn dám gây án, gan của thằng ôn này thật sự là không tầm thường. Sở Trấn Nam giơ ngón tay cái lên với Trương Dương, tiểu tử, làm tốt lắm, có gan. Tạ Chí Quốc nhìn Hòa Thượng Tam Bảo ở phía sau Trương Dương, hứng thú hỏi, đây chính là vị Bồ Tát sống đó ư? Hòa Thượng Tam Bảo cười bồi đi tới, A-di-đà Phật, bần thăng là Tam Bảo. Xin hỏi, lão chọc này nhìn thấy cách ăn mặc của Tạ Chí Quốc, biết rằng thân phận của y phi phàm, vốn muốn níu kéo quan hệ. Sở Trấn Nam trừng mắt lên, nói, giang hồ thuật sĩ, lừa lão bách tính thì được, chứ chớ có hòng lừa đảng viên chúng ta. Ông ta rất phản cảm với việc đốt hương bái Phật, lời nói không chút nể tình, khiến cho Hòa Thượng Tam Bảo vô cùng xấu hổ. Lâm Thú giải vây cho Hòa Thượng Tam Bảo, Tam Bảo Đại Sư đi ăn cơm trước đi, tôi đã chuẩn bị cơm chay cho thầy rồi. Tam Bảo gật đầu, quay người bước đi. Sở Trấn Nam chỉ vào Trương Dương, nói, thằng ôn này, một cán bộ quốc gia sao cả ngày dính tới Hòa Thượng, không sợ người khác nói ra nói vào à? Trương Dương nói, lão thủ trưởng, không thể nào nói vậy được. Chủ tịch quốc gia còn thường gặp mặt nhân sĩ giới Phật học, người ta là hòa thượng chính nhi bát kinh được quốc gia ghi tên, không phải là giang hồ lừa đảo như ông nói đâu. Tạ Chí Quốc cười nói, hòa thượng này giúp cậu không ít việc nhỉ. Trương Dương nói, tôi vốn cũng muốn giảng chủ nghĩa Mác Lênin với đám thôn dân đó, nhưng người ta nghe không hiểu, cho nên chỉ có thể mời hòa thượng Tam Bảo tới giảng kinh, kỳ thực tin Phật cũng có chỗ tốt, dạy người hướng thiện. Nếu không thì quốc gia chúng ta cũng không để sướng đâu. Sở Trấn Nam nói, tôi sao không biết quốc gia đề xướng thứ này nhỉ? Toàn là mê tin, phong kiến. Trương Dương nói, vậy ai nói, mèo trắng mèo đen cứ bắt được chuột là mèo tốt, mặc kệ ông ta là hòa thượng hay là đảng viên, chỉ cần người ta có thể giải quyết được vấn đề của thôn Chu Tiểu Kiều là được rồi. Sở Trấn Nam cười mắng, cái thằng nhóc láo cá này. Chương 338, cái đẹp của đá. Lâm Tú nói, thức ăn đã chuẩn bị rồi, chúng ta vào ăn trước đi đã. Sở Trấn Nam nói, tôi về phòng thay quần áo, Tạ Chí Quốc đi cùng ông ta. Lâm Tú và Trương Dương cùng nhau đi vào nhà ăn, Lâm Tú cười nói, Trương Dương, cậu và Tam Bảo ở trong xe thầm thầm thì, lại có chủ ý gì đó. Trương Dương nói, không có gì, chỉ tùy tiện nói vài chuyện thôi. Lâm Tú nói, trải qua lần này, danh khí của Hòa Thượng Tam Bảo ở khu vực núi Thanh Đài sẽ rất vang dội, ngay cả khách nhân ở làng du lịch cũng biết đến ông ta, toàn nói ông ta là Bồ Tát sống hiển linh. Cậu giúp tôi nói với ông ta một tiếng, rảnh rỗi thì tới làng du lịch giảng kinh, làm chút Phật sự. Sao? Trương Dương nói, gì không phải nói ông ta giống hạng lừa gạt ư? Lâm Tú không khỏi bật cười, trước khác nay khác, hiện tại ông ta đều được người ta coi là Bồ Tát sống. Bồ Tát sống ở trung tâm làng du lịch của chúng tôi cũng được thơm lây. Buổi tối lúc ăn cơm, Sở Trấn Nam lại nhắc tới chuyện Trương Dương dùng súng hơi bắn Chu Hồng Tinh. Tạ Chí Quốc là cục trưởng cục công an của thành phố Kinh Sơn, y nắm rất rõ luật, cũng thông qua quan hệ tìm hiểu toàn bộ chuyện này, thân là một lão hình cảnh làm công tác điều tra hình sự nhiều năm, Tạ Chí Quốc rất giỏi phân tích tình huống lúc đó, chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều rõ ràng là Trương Dương sắp đặt, Hòa Thượng Tam Bảo là hắn mời tới từ Giang Thành, những lời đồn liên quan tới thôn Chu Tiểu Kiều bắt nguồn từ Tam Bảo, sau đó phát sinh một loạt sự kiện, xây dựng địa vị vua tiên đoán cho Hòa Thượng Tam Bảo ở trong lòng thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều. Mà Tam Bảo lại chữa khỏi bệnh cho toàn bộ người sinh bệnh của thôn Chu Tiểu Kiều, trực tiếp đẩy ông ta lên thần đàn, hiện tại đã thành công biến thành Bồ Tát sống ở trong lòng người thôn Chu Tiểu Kiều, mà nên nói không chỉ là thôn Chu Tiểu Kiều, chuyện này đã truyền đi khắp cả xã Hắc Sơn Tử, ngay cả khách nhân của làng du lịch suối nước nóng cũng nghe nói tới vị đại sư Tam Bảo thần kỳ này, Hòa Thượng Tam Bảo lại từng tắm ở suối nước nóng cũng trở thành điểm nóng, các khách nhân tranh nhau tới tắm Phật Quang. Tạ Chí Quốc cũng giống như Sở Trấn Nam. Bọn họ đều xuất thân từ quân đội, tin vào đảng, tin vào súng, chính là không tin vào những thứ quá huyền hư, Tạ Chí Quốc cũng cho rằng Tam Bảo đang giả thần giả quỷ. Có điều, ông ta lại không giống như Sở Trấn Nam khinh thường và khinh bỉ Hòa Thượng Tam Bảo, y nhìn ra tác dụng trọng yếu của Hòa Thượng Tam Bảo trong việc giải quyết sự kiện dưới đầu núi Thanh Đài. Nếu như không phải là Hòa Thượng Tam Bảo hiện tại thuyết pháp, các thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra tang vật. Chỉ từ điểm này mà nói. Hòa Thượng Tam Bảo đã mang tới tác dụng rất tích cực. Lâm Đình dẫu sao cũng là đàn bà con gái, bà ta không tránh khỏi lo lắng, nói Trương Dương, cậu dùng súng hơi bắn người liệu có bị kiện tụng không? Bà ta sở dĩ hỏi vậy là bởi vì chuyện của Trần Sùng Sơn ở ngay trước mặt. T.
tính chất lần này nổ súng của Trương Dương tuy không tạo thành tử vong, nhưng tính chất thì tương tự như Trần Sùng Sơn. Trương Dương cười nói, cháu là phòng vệ chính đáng. Điều 20 của luật hình sư nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc quy định, để lợi ích chung của quốc gia, nhân thân, tài sản và những quyền lợi khác của bản thân hoặc là của người khác tránh khỏi bị xâm hại trái phép mà tiến hành ngăn chặn hành vi xâm hại đó, tạo thành tổn hại cho người xâm hại trái phép là thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự, cục trưởng Tạ, thế có đúng không? Tạ Chí Quốc gật đầu, nói, trong luật hình sự quả thực có ghi như vậy. Trương Dương nói, ở hiện trường tôi có mấy chục nhân chứng, vật chứng là dao giết lợn, còn súng hơi, tôi là thuận đường đi bắn chim, vừa hay gặp phải cục diện này, chuyện hăng hái làm việc nghĩ tôi vẫn thường làm, cho nên không tự chủ được mà bắn súng. Sở Trấn Nam cười ha ha, ông ta đã nhìn ra cả chuyện này đều do Trương Dương sắp đặt. Trương Dương cầm khăn ăn lên lau miệng, đứng dậy nói, mọi người từ từ ăn đi, tôi tìm Tam Bảo có việc. Nhìn bóng lưng của Trương Dương, Lâm Tú không khỏi cảm thán, lão thủ trưởng, cháu rể của ông rất cơ linh. Sở Trấn Nam nói, cô là nói chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều đều là do hắn sắp đặt ư. Lâm Tú nói, không phải hắn thì còn có thể là ai được nữa. Hòa thượng Tam Bảo là hắn mời về, chuyện không phải là quá rõ ràng rồi ư. Sở Trấn Nam nói, thủ đoạn không được quang minh tí nào. Tạ Chí Quốc nói, tư lệnh, ngài không phải thường nói binh bất hiếm trá ư. Sở Trấn Nam nói, đó là trên chiến trường, những người đó không phải là lão bách tính bình thường. Tạ Chí Quốc nói, ngài lúc trước không phải là đầy một bụng tức ư, sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ như vậy? Sở Trấn Nam nói, tôi cũng không phải là thay đổi suy nghĩ, tôi chỉ cảm thấy làm việc thì nên đường đường chính chính, làm cái trò phong kiến mê tín, thông minh vặt, những trò này đều không được quang minh chính đại, không hợp với chính sách của đảng ta. Đầu óc của lão tư lệnh vẫn rất cổ hủ. Tạ Chí Quốc cười nói, tư lệnh, chuyện giới đấu của núi Thanh Đài vốn không phải là lớn. Nói trắng ra thì chính là một án kiện hình sự bình thường, nhưng vì sao trước sau lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, phủ lên đầy sắc thái chính trị như thế? Lâm Tú nói, Biri vì bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã có mặt ở hiện trường, cho nên có người mượn chuyện này để cho Đỗ Thiên Giã một bài học. Tạ Chí Quốc gật đầu, đầu óc của vợ mình luôn rất lãnh tĩnh, phân tích vấn đề rất rõ ràng sắc bén, rất nhiều lúc thậm chí còn hơn cả mình. Tạ Chí Quốc nói, tôi tuy không ở Bình Hải, nhưng chuyện này tôi cũng nghe được rất nhiều. Gần đây tôi và bọn Quách Lương tham khảo chuyện này phát sinh rất ngẫu nhiên, cũng không có gì đặc biệt, nhưng phát triển tiếp sau lại như có kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đấy, Đỗ Thiên Giã sở dĩ có thể trở thành bí thư thị ủy, đương nhiên là có liên quan tới gia thế của gã. Người ở bên trong đóng vai trò quan trọng là Phó Thủ tướng Văn, mà Đỗ Thiên Giã cũng suýt chút nữa trở thành con rể của ông ta. Sở Trấn Nam nói, lão Đỗ bị nha đầu của Văn gia làm cho tức chết, Đỗ Thiên Giã dám cưới ả chính là ngỗ nghịch. Lão tử là người đầu tiên không đồng ý. Thân là chiến hữu thân thiết của Đỗ Sơn Khoi, Sở Trấn Nam luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Tạ Chí Quốc nói, bất kể hiện tại quan hệ giữa Đỗ Thiên Giã và Văn Gia như thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Đỗ Thiên Giã cũng là người thuộc phái hệ của Phó Thủ tướng Văn, giới đấu ở núi Thanh Đài dẫn phát ra nhiều chuyện như vậy. Đối tượng nhắm vào là Đỗ Thiên Giã, Trần Sùng Sơn sở dĩ trở thành tiêu điểm được người người chú ý cũng là bởi vì có người muốn lợi dụng ông ta để gây chuyện. Muốn lợi dụng ông ta để đối phó Đỗ Thiên Giã. Sở Trấn Nam gật đầu, Trần Sùng Sơn là cha ruột của Đỗ Thiên Giã, chẳng lẽ chuyện này đã bị người khác biết? Tạ Chí Quốc nói, chuyện trên chính trị vĩnh viễn không thể chỉ nhìn bề ngoài, bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi trong chuyện này thủy chung biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt, không chủ động nói gì làm gì, có lẽ là bởi vì ông ta sắp về hưu, hoặc có lẽ là bởi vì ông ta nhìn rõ kẻ giật dây ở phía sau, ông ta không muốn dính vào thị phi. Giai đoạn ban đầu của sự việc, Tống Hoài Minh không ở Bình Hải, Trương Dương lúc này mới mời ngài xuất sơn. Tư lệnh, ngài có từng nghĩ ngài xuất sơn đại biểu cho điều gì không? Sở Trấn Nam nói, tôi không nghĩ nhiều như vậy, Trần Sùng Sơn là chiến hữu của tôi, lão Đỗ là thượng cấp cũ của tôi, ông ta chết rồi, tôi không thể nhìn con trai ông ta bị người khác khi phụ. Tạ Chí Quốc nói, cũng chính là nói, chúng ta đại biểu cho lực lượng bậc cha chú của Đỗ Thiên Giã, động tĩnh ngài xuất sơn quá lớn. Người khác không thể không biết, tôi nghĩ kẻ đứng sau giật dây chuyện này cũng rõ. Sở Trấn Nam nhíu mày, nói, lịt mẹ, anh đừng có nói những lời cao thâm như thế với tôi, nói thẳng ra đi. Lâm Tú mặt đỏ bừng, tuy bà ta quen vị lão tư lệnh này nhiều năm, song vẫn không chịu nổi cách nói chuyện của ông ta, bà ta vốn muốn đi, nhưng lại muốn nghe Tạ Chí Quốc nói tiếp. Tạ Chí Quốc bị Sở Trấn Nam mắng quen rồi, không cảm thấy gì,
tiếp tục nói, rốt cuộc là ai ở đằng sau giật dây tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới Đỗ Thiên Dã, tôi tuyệt đối không tin Phó Thủ tướng Văn không phát giác ra chuyện này. Đỗ Thiên Dã lâm vào tình trạng khó xử như vậy, ông ta không ngờ lại không tỏ thái độ gì, chuyện này có phải là rất quái lạ không? Ông ta rốt cuộc là không tiện nhúng tay vào hay là không muốn nhúng tay vào? Sở Chấn Nam nói, thật là phiền phức, chơi trò chính trị thật chẳng thú vị tí nào, tôi mặc kệ ông ta rốt cuộc là thế nào, tôi chỉ muốn lão Trần bình an trở về. TVQ nói, Trương Dương quay về Giang Thành là chủ ý của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, hiện tại cho thấy, đây là một chiêu diệu kỳ, kẻ giật dây ở phía sau chuyện này mượn lão bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều đẩy chuyện này thành ầm ĩ lên, thông qua dư luận để tạo thanh thế, khiến việc trở thành càng lúc càng lớn, mà vào thời khắc quan kiện nữ nhân chứng lại lật cung. Khiến cho Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã đều rơi vào tình thế khó xử, chuyện này không nghi ngờ gì nữa đã tiến vào trạng thái bế tắc rồi. Lâm Tú nói, chuyện phát triển tới hiện tại trở thành rối rắm vô cùng, đám thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều quần tình phẫn uất. Lại thêm nhiều phóng viên tới Xuân Dương như vậy, nếu xử lý không thỏa đáng, chỉ càng khiến cho chuyện to thêm. Tạ Chí Quốc mỉm cười, cho nên Tống Hoài Minh mới phái một thanh khoái đao như Trương Dương đến, y nhìn ra Văn Quốc Quyền không tiện xuất thủ. Cố Doãn Chi cũng không tiện xuất thủ, y đương nhiên cũng không tiện xuất thủ, chuyện càng phức tạp thì càng phải cần phương pháp đơn giản để xử lý. Tống Hoài Minh bảo Trương Dương tới Xuân Dương chính là để hắn đến phá rối, nhân vật giật dây ở đằng sau làm phức tạp hóa sự việc, y phái Trương Dương ra là để làm đơn giản hóa sự việc, ít nhất thì hiện tại cho thấy. Trương Dương chấp hành nhiệm vụ này rất tốt. Sở Chấn Nam nói, không nói việc khác, chỉ một phát súng của hắn cũng giúp tôi chút được giận. Tạ Chí Quốc nói, tư lệnh. Ngài ngàn vạn lần đừng coi thường một phát súng này của hắn, Trương Dương là cố ý bắn ra một súng này của hắn đã gánh bớt áp lực của Trần Sùng Sơn, cũng khiến tất cả mọi người không khỏi tập trung ánh mắt lên người Trần Sùng Sơn. Nhìn thì như là xung động nhất thời, nhưng thực ra là đại trí tuệ đấy. Sở Chấn Nam không có hứng thú với việc đấu đá lẫn nhau trong chính trị, ông ta đứng dậy, chán chả buồn nghe những chuyện này nữa, tôi đi ngủ đây. Đi được hai bước lại quay người, nói Tạ Chí Quốc. Cậu nói thì nghe hay lắm, theo cậu thấy, lão Trần lúc nào thì được thả. Tạ Chí Quốc nói, mấu chốt của vấn đề là nhân chứng, Tô Viện Viện lật cung, nhưng ở hiện trường không chỉ có một mình cô ta, tôi thấy hành động tiếp theo của Trương Dương chính là tìm ra nhân chứng. Sở Chấn Nam thở dài, già rồi. Lâm Tú cười nói, thủ trưởng, bất cứ ai cũng không tránh khỏi phải già đi, như vật không phải là tốt hơn ư, có thể giao hết những chuyện này cho người trẻ tuổi đi làm. Tối hôm đó từ đường của thôn Chu Tiểu Kiều lại bốc cháy, bởi vì đã bị cháy một lần, cho nên thôn dân cũng không còn chấn kinh như lần trước nữa. Có điều bọn họ đều nghe thấy tiếng quỷ khóc sói chu, thôn dân xông ra nhìn thấy trên nóc nhà có một bóng trắng đi lại như con thoi. Hình dung khủng bố, những hiện tượng kỳ quái liên tiếp phát sinh trong hai ngày nay đã khiến cho thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều sợ tới mức thần hồn nát thần tính rồi. Bọn họ ngay cả dập lửa cũng không dám, cứ để mặc cho từ đường cháy sạch. Ai ai cũng có giúp ở trong nhà. Một mực đợi cho tới sáng hôm sau. Chu Minh Xuyên lại mời Hòa Thượng Tam Bảo về, kể tường tận lại chuyện tối hôm qua một lượt. Tam Bảo than, tôi đã nói rồi, muốn triệt để xua đuổi những oan hồn này, thôn dân các người phải sửa chữa những sai lầm trước kia, ngàn vạn lần đứng tạo oan nghiệt nữa. Chu Lượng nói, Đại sư, chúng tôi đã hiệu triệu thôn dân giao nộp tài vật rồi, mấy cha con Chu Hồng Tinh cũng bị chúng tôi đuổi đi rồi, vì sao vẫn không có hiệu quả? Tam Bảo nói, chuyện này vì đâu mà ra? Chu Minh Xuyên và Chu Lượng nhìn nhau, nói, bởi vì chúng tôi tham dự cướp đoạt bảo tàng mà An Dâu Dậm để lại. Hòa Thượng Tam Bảo lắc đầu, bởi vì tham niệm trong lòng các người, bởi vì trong tim các người tồn tại cái ác, cho nên mới dẫn tới báo ứng liên tiếp. Chu Minh Xuyên làm ra vẻ vô cùng bức thiết, nói, Đại sư, xin ngài chỉ điểm bến mê cho chúng tôi nên làm gì bây giờ? Hòa Thượng Tam Bảo nói, muốn để thôn Chu Tiểu Kiều khôi phục lại khí tượng trước kia, các người phải lấy chân thành đối người, nói ra nguyên bản những gì mà mình đã nhìn thấy, tuyệt đối không được nói dối nữa, ngày xảy ra giới đấu, các người có phải còn giấu giếm gì không? Dưới ân cần gợi mở của Hòa Thượng Tam Bảo, rất nhanh có thôn dân đứng ra nộp lên tài vật mà mình còn giấu, lập tức dẫn tới sự thoá mạ của những thôn dân khác, Hòa Thượng Tam Bảo nhìn kim khí ở trên bàn, mắt sáng lên, con mẹ nó, có lòng trồng hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu thành cây, không ngờ trong thôn còn có nhiều người tư tàng đồ vật như vậy. Thôn dân đó lắp bắp nói, đây không phải là kiếm được ở chỗ An Dâu Dập, là năm ngoái tôi đào ra được từ cổ mộ tại Tây Sơn Lũng. Hòa Thượng Tam Bảo nói, Ai Di Đà Phật,
thiện tai, thiện tai. Thí chú biết sai rồi sửa, quay đầu là bờ, các người đừng trách anh ta nữa. Dưới sự lôi kéo của thôn dân đó lại có không ít người nộp tài vật ra, Hòa Thượng Tam Bảo phát hiện tần suất phạm tội của thôn Chu Tiểu Kiều không thấp, không ngờ còn có người nộp dao ba cạnh, súng tự chế mà mình giấu ra. Chu Minh Xuyên đi theo liệt kê, tạm thời do thôn ủy hội bảo quản những thứ này. Hòa Thượng Tam Bảo nhân cơ hội tuyên dương giáo nghĩa của ông ta, giảng giải cái gì gọi là thiện cho những bách tính này, lúc đang giảng hăng, đám bách tính này nghe mà rơi cả lệ. Công tác đảng chính mấy chục năm còn không bằng hai ngày tuyên kinh thích nghĩa của Hòa Thượng Tam Bảo. Bí thư Hương ủy xã Hắc Sơn Tử Trúc Khánh dân dưới sự đi cùng của đám cán bộ xã cũng tới thôn Chu Tiểu Kiều, gã là tới thăm hỏi những thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều này, sau khi tới nơi thì thấy cảnh Hòa Thượng Tam Bảo giảng kinh, trong lòng cũng bội phục vô cùng. Hòa thượng này nói giỏi thật, nếu đổi lại là mình và bí thư đảng ủy xã Chi Hùng Phong cũng không thể nào hấp dẫn của nhiều ánh mắt như vậy. Chu Minh Xuyên thấy Trúc Khánh Dân, vội vàng trái tới cạnh gã, cung kính nói, bí thư Chu, ngài sao lại tới đây? Sao không báo trước một tiếng? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trúc Khánh Dân cười nhạt, nói tôi là tới thăm hỏi các thôn dân bị bệnh, tình hình thế nào rồi? Chu Minh Xuyên nói, may mà có Tam Bảo Đại Sư, hiện tại thôn dân bị bệnh đã khỏi rồi. Trúc Khánh Dân gật đầu, nói nhỏ, đảng ủy xã đã quyết định, do anh tạm thời đảm nhiệm chức bí thư chi bộ đảng thôn Chu Tiểu Kiều. Chu Minh Xuyên bị niềm vui bất ngờ này khiến cho ngây ngốc, y cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, lúc trước bởi vì dẫn đầu tới suối nước nóng Cốc Xuân Hy gây chuyện, cho nên bị cách chức bí thư chi bộ thôn, hiện tại lại được phục hồi nguyên chức, tất cả thực sự là quá nhanh. Trúc Khánh Dân lại nhắc khẽ, là chủ nhiệm Trương Tiến cử đấy. Kỳ thực không cần gã nó, Chu Minh Xuyên cũng biết là Trương Dương giúp, năng lực của Trương Dương đã khiến y vui lòng phục tùng, tuy bí thư chi bộ thôn không phải là quan lớn gì, nhưng Chu Minh Xuyên ngồi trên vị trí này nhiều năm, cũng hiểu tính quan trọng của việc xếp hàng, đối với Trương Dương y từ sự thù hận lúc ban đầu, về sau là sợ hãi, tới hiện tại đã biến thành bội phục sát đất. Cuộc giảng kinh luận đạo của Hòa Thượng Tam Bảo rõ ràng là mang tới tác dụng rất tốt, cuối cùng cũng có người chủ động thừa nhận nhìn thấy Chu Hồng Vệ vung sẻng tập kích Đỗ Thiên Giã, Trần Sùng Sơn vì cứu Đỗ Thiên Giã, bất đắc dĩ mới phải nổ súng bắn chết Chu Hồng Vệ. Chuyện này cực kỳ quan trọng, Hòa Thượng Tam Bảo không nén được sự kích động ở trong lòng, hỏi tử tế lại chuyện ngày hôm đó, không ngờ người nhìn thấy thật sự là không ít, lại có thêm ba người đứng ra. Hòa Thượng Tam Bảo móc di động ra. Chiếc di động này là Trương Dương lâm thời cho ông ta mượn dùng, ấn số của Trương Dương, mang theo vẻ kích động nói, chủ nhiệm Trương. Tìm thấy nhân chứng rồi. Lúc Trương Dương nhận được điện thoại đang ở Cục Công an huyện Xuân Dương, hắn cùng Đỗ Vũ Phong thẩm vấn hai anh em Chu Hồng Quân, gác điện thoại, hắn mỉm cười kể lại tình hình cho Đỗ Vũ Phong. Chu Hồng Quân ngồi ở bên cạnh nghe thấy rất rõ, mồ hôi lạnh thì trên trán y rơi xuống, Chu Hồng Quân không lỗ mãng như hai đứa em. Hắn dẫu sao cũng là giáo viên tiểu học, cũng có chút trình độ, cũng có chút thưởng thức pháp luật cơ bản, hắn lớn tiếng nói các anh dựa vào gì mà bắt tôi. Tôi muốn tố cáo, tôi muốn nói cho giới truyền thông về những hành vi ức hiếp lão bách tính của các anh. Trương Dương không khỏi bật cười, tôi nói này Chu Hồng Quân, anh con mẹ nó sao không biết sống chết là gì thế hả? Anh động chút là đòi báo cho phóng viên, tôi không ngại nói cho anh biết, mấy tên phóng viên mà anh nói đều đang ở trong đồn công an xã Hắc Sơn Tử đấy. Biết vì sao không? Bọn họ tấn công cảnh sát, biết cái gì gọi là Bồ Tát bùn qua sông không? Mặt Chu Hồng Quân xịu xuống. Trương Dương nói, anh thật sự không phải là hạng tốt lành gì cả, cướp của, hành hung, lại còn ngụy tạo bằng chứng nữa. Anh còn là một thầy giáo ư, anh sao có thể làm gương cho người khác được? Chu Hồng Quân nói, tôi rất chăm chỉ công tác, ai cũng khen. Con mẹ nó còn mạnh miệng à? Trương Dương chỉ vào tài liệu ở trên bàn. Nói, anh làm bao nhiêu chuyện khuyết đức thì tự anh biết rồi, anh và quả phụ Chu ở thôn các anh có quan hệ gì? Chu Hồng Quân há hốc miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, ngay cả chuyện xấu này của mình cũng bị người ta đào ra, năng lực của đối phương thực sự là quá cường hãn. Trương Dương nói, Chu Hồng Quân, anh hiện tại hối hận còn kịp đấy. Tôi sao phải hối hận, tôi không phạm tội. Đỗ Phú Phong nghiêm giọng quát, anh không phạm tội ư? Anh tổ chức giới đấu ở núi Thanh Đài, xúi dục thôn dân bao vây cơ quan chính phủ, buông lời đồn đại, phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội, hiệp trợ Chu Hồng Tinh truy sát Hòa Thượng Tam Bảo, những tội danh này thành lập, anh ít nhất cũng tù chung thân. Chu Hồng Quân sợ đến nỗi môi run run, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trương Dương thở dài, nói, trong nhà anh có 4 đứa con. Nếu anh ngồi tù, bọn trẻ sẽ ra sao? Lão bà anh còn chưa biết chuyện của anh và quả phụ Chu phải không? Nếu như cô ấy biết, với tính khí của cô ấy, chắc không cần tôi phải nói chứ. Chu Hồng Quân không nhịn được mà dùng tay lau mồ hôi trên trán. Đỗ Vũ Phong nhìn Trương Dương, trong lòng bối phục thằng ôn này tới sát đất, nhân tài, đúng là nhân tài. Bản sự uy hiếp lợi dụng của thằng ôn này đúng là nhất lưu, không làm cảnh sát thì đáng tiếc quá. Trương Đại Quan Nhân tiếp tục phát động đòn tấn công tâm lý, nói anh ngồi tù, lão bà của anh bỏ đi, chỉ còn lại 4 đứa con, anh còn làm trái kế hoạch hóa gia đình, án chiếu theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, còn phải phạt anh nữa, khoản tiền phạt này không nhỏ đâu. Chu Hồng Quân nói, anh đừng dọa tôi, em tôi chết rồi, đây là sự thực, anh không xóa đi được đâu. Trương Dương vỗ mạnh bàn, gầm lên, em trai anh rốt cuộc vì sao mà chết. Chu Hồng Quân run bắn người. Trương Dương lại nói, còn không nói thực thì đừng trách tôi không cho anh cơ hội. Đỗ Vũ Phong ở bên cạnh nói, hắn có nói thực hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại chúng ta đã có 4 nhân chứng mới. Đã có thể chứng minh một phát súng của Trần Sùng Sơn là để ngăn Chu Hồng vệ hại bí thư Đỗ, chứng cứ của hắn chúng ta cũng không cần nữa. Trương Dương nói, vậy thì cứ giải quyết theo trình tự đi. Lúc này Tần Bạch chạy vào phòng thẩm vấn, gã đi tới trước mặt Đỗ Vũ Phong nói mấy câu, Đỗ Vũ Phong cười nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi, Chu Hồng Quân, không ngờ em trai anh tuy làm nghề mổ lợn, nhưng còn sáng suốt hơn anh nhiều. Tinh thần của Chu Hồng Quân vốn sắp sụp đổ, bị bọn họ chơi như vậy. Cả người như sắp ngã xuống, hắn run giọng nói, em trai tôi nói gì? Đỗ Vũ Phong nói, có cần phải nói cho anh không? Gã nói với Tần Bạch, chỉnh lý lại tài liệu đi, nhanh chóng khởi tố Chu Hồng Quân. Chu Hồng Quân sụi lơ ra ra trên ghế, lúc cảnh sát dẫn hắn đi, hắn đột nhiên như tỉnh ngộ, lớn tiếng nói, đợi đã, đợi đã. Đỗ Vũ Phong và Trương Dương đã bước ra tới trước cửa, nghe thấy giọng nói của Chu Hồng Quân thì không khỏi nhìn nhau cười. Đỗ Vũ Phong quay người lại, nói, anh có còn gì muốn nói? Chu Hồng Quân cắn môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn nói nhỏ, báo cáo cảnh quan, tôi có thể làm chứng. Chu Hồng Tinh tuy ngang ngược, nhưng một phát súng của Trương Dương đã khiến gã run sợ, gã vốn ôm tâm tư phải đối kháng tới cùng. Nhưng câu đầu tiên khi Đỗ Vũ Phong mở miệng lại khiến gã loạn lòng, 3 ngày sau khi em trai anh chết, anh ở trong thôn thua bạc 700 đồng phải không? Chu Hồng Tinh ngây ra. Không ngờ người ta lại hỏi từ chuyện này, gã đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Đỗ Vũ Phong lại vỗ mạnh xuống bàn, nói thật ra đi. Chu Hồng Tinh giật nảy mình, đúng, có thua chút tiền. Lúc thua tiền anh nói gì? Chuyện qua lâu rồi nên không nhớ được. Tần Bạch ở bên cạnh nói, anh có phải đã nói, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại là có người mang tiền đến. Chu Hồng Tinh mặt trắng bệch ra. Đỗ Vũ Phong nói, anh không cần phải phủ nhận. Mấy người hôm đó đánh bạc với anh đều khai hết ra rồi, anh tốt nhất hãy thật thà nói gì, người nào cho anh tiền, y cho anh tiền là muốn anh làm gì. Tôi, anh hình như không nhận thức được tính nghiêm trọng của tội mà mình đã mắc phải. Được, tôi sẽ nhắc lại một lần. Khi Trương Dương rời khỏi cục công an, bầu trời vẫn âm u, gió rất nhẹ nhàng, tâm tình của Trương Dương cũng nâng nâng theo gió, biến thành vô cùng nhẹ nhõm, chuyện giới đấu núi Thanh Đài phát triển tới hiện tại. Cuối cùng cũng hoàn toàn xuất hiện chuyển cơ, lợi dụng quan niệm nhân quả báo ứng ở trong lòng lão bách tính, hắn thành công khống chế được tình tự của thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều, dưới tiền đề không phát sinh xung đột bạo lực, khiến các thôn dân nộp lại tài vật, càng quan trọng hơn là có 4 thôn dân chủ động đứng ra làm chứng cho chuyện nổ súng ngày hôm đó. Điều này đã thuận lợi hóa giải nguy cơ mà Trần Sùng Sơn phải đối mặt. Anh em Chu gia dưới sự tra hỏi liên tục, phòng tuyến tinh thần trước sau sụp đổ. Lời chứng của bọn họ sẽ khiến cục diện sẽ phát triển theo phương hướng có lợi. Trương Dương hồi báo lên tin tức cho Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng biểu dương công tác của hắn, đồng thời lại dặn dò Trương Dương, đừng quên trọng điểm của nhiệm vụ của anh lần này, là dẹp yên ảnh hưởng của sự kiện giới đấu. Trương Dương hiểu hàm nghĩa ở phía sau câu nói này của Lưu Diễm Hồng, lần này có thể giải trừ khốn cảnh cho Đỗ Thiên Giã đã tính là thắng lợi lớn nhất, tiếp tục tra nữa thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Theo thời gian lăn lộn trong thể chế càng lúc càng dài, Trương Dương cũng càng hiểu hơn phương pháp xử lý rất nhiều chuyện, làm chuyện gì cũng phải nắm chuẩn mức độ, muốn hạn chế ảnh hưởng của sự tình trong một phạm vi nhất định, chưa tới lúc cần thiết thì ngàn vạn lần đừng có đào cả gốc rễ vấn đề lên, nếu như quá nghiêm túc quá cố chấp. Sau cùng phải đối diện khẳng định là kết cục tất lộ nguyên hình. Trương Dương nói, Bí thư Lưu, cô yên tâm đi,
chuyện này tôi hiểu nên làm thế nào mà. Có điều còn có một tình huống quan trọng tôi muốn phản ánh. Lưu Diễm Hồng nói đi, chuyện của Đỗ Thiên Giã hiện tại đã rõ ràng, Lưu Diễm Hồng và cả tổ công tác đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu một số tình huống của huyện Xuân Dương, bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng trong quá trình thi công cải tạo đường huyện thành, tồn tại hành vi dùng khoản đầu tư vào du lịch núi Thanh Đài, hy vọng ủy ban kỷ luật tỉnh có thể chú ý, triệt để thanh tra sự kiện này. Lưu Diễm Hồng than thầm, vừa khen thằng Ôn này có tiến bộ, không ngờ nhanh vậy đã lại sinh sự rồi, hắn không bao giờ mới khiến người ta bớt lo đi được. Lưu Diễm Hồng nói chuyện là thật ư? Là thật, tôi có một số chứng cứ. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện này đừng lộ ra vội, đợi xử lý xong chuyện hiện tại đã rồi hắn tính. Lúc Tống Hoài Minh nhận được điện thoại của Lưu Diễm Hồng đang ở trong văn phòng của Cố Doãn Chi uống trà. Cố Doãn Chi sắp về hưu, giao lưu giữa hai người đột nhiên nhiều hơn trước, Tống Hoài Minh khiêm tốn thỉnh giảo vị đương gia đã chấp trưởng tỉnh Bình Hải nhiều năm này, Cố Doãn Chi cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Mượn đoạn thời gian này nói hết tất cả những kỳ vọng của mình vào tương lai của Bình Hải và những kế hoạch mà mình còn chưa kịp thực hiện lại cho Tống Hoài Minh. Ông ta biết, mình đã không còn thời gian để thực hiện những chuyện này nữa rồi, có điều những chuyện này có thể thông qua Tống Hoài Minh để thực hiện, đương nhiên tiền đề là dưới tình huống Tống Hoài Minh tán đồng quan điểm của ông ta. Tống Hoài Minh nghe Lưu Diễm Hồng báo cáo tình huống xong, gác điện thoại, cười nói với Cố Doãn Chi, bí thư Cố, chúng ta nói chuyện tiếp. Cố Doãn Chi đứng dậy. Duỗi hai tay ra, nói, nghỉ chút đi, những gì cần nói trên cơ bản đều nói rồi, mà toàn là một mình tôi nói, anh còn chưa phát biểu ý kiến. Tống Hoài Minh nói, chuyện của Xuân Dương xuất hiện chuyển cơ rồi, Trương Dương giúp Trần Sùng Sơn tìm được nhân chứng. Tình tự của thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều cũng được vỗ về rồi. Cố Doãn Chi cười cười, lúc ông ta biết Tống Hoài Minh phái Trương Dương về Giang Thành, đã đoán ra được y muốn đi một nước cờ như thế nào, trong chuyện này Cố Doãn Chi chỉ là một người bàng quan. Ông ta bước tới trước cửa sổ, nhìn Đông Giang bị mây đen bao phủ, ánh dương cuối cùng rồi cũng sẽ ló dạng, nhưng Bình Hải sau khi ông ta đi lại phải bước vào trong một trận mưa gió bão bùng, chỉ một tia lửa là có thể thành đám cháy, lần này Tống Hoài Minh ứng phó kịp thời, phái Trương Dương trước khi thế lửa hình thành thành công dập lửa. Nhưng tia lửa này tuy tắt rồi, trong ngoài Bình Hải lại vẫn có vô số các tia lửa khác. Cố Doãn Chi nói, Bình tức được thì tốt, tôi sắp về hưu rồi. Cũng không muốn Bình Hải xảy ra tình trạng hỗn loạn gì cả. Tống Hoài Minh nói, bí thư Cố yên tâm đi, Bình Hải vĩnh viễn sẽ không loạn. Cố Doãn Chi quay người lại, vẻ mặt rất ý vị sâu xa, nói, thật không? Tống Hoài Minh gật đầu rất kiên quyết. Văn Quốc Quyền tới Kiều gia thăm Kiều Lão, con gái của Kiều Lão là Kiều Trấn Hồng dẫn ông ta vào, Kiều Trấn Hồng cười nói, Phó Thủ tướng Văn sao lại rảnh rỗi tới chơi vậy? Văn Quốc Quyền nói, tôi nghe nói Kiều Lão bị bệnh. Cho nên đặc biệt tới thăm. Kiều Trấn Hồng nói, không có bệnh gì cả, tới bệnh viện kiểm tra rồi, chỉ bị chút cảm mạo thôi. Vậy thì tốt. Kiều Trấn Hồng chỉ vào vườn hoa nhỏ ở đằng sau, ông ấy dậy từ sớm rồi, đang hí hoáy với hòn đá. Văn Quốc Quyền cười cười, theo Kiều Trấn Hồng đi vào trong vườn hoa, nhìn thấy Kiều Lão mặc áo thể thao màu xám, đang ngồi ở đó dùng nước cọ rửa một khối đá vừa tìm được, trong vườn hoa đặt đủ loại đá kỳ quái. Kiều Lão trước giờ luôn thích sưu tập thứ này, sau khi về hưu, tinh lực chủ yếu đều đặt trên đá. Kiều Trấn Đông nói khẽ cha, Phó Thủ tướng Văn tới thăm cha. Kiều Lão cũng không quay người lại, cười một tiếng, nói Quốc Quyền tới rồi à, hay lắm, giúp tôi chuyển khối đá này tới góc Đông Nam đi. Văn Quốc Quyền dạ một tiếng, khối đá đó không nặng, khoảng 5 cân, vuông vuông vức vức, toàn thân đỏ sậm, Văn Quốc Quyền cẩn thận vác khối đá. Kiều Lão thân hình không cao. Tóc đã hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, ông ta cầm hộp thuốc, rút một điếu ra châm, chỉ vào góc đông nam của vườn hoa. Văn Quốc Quyền mang khối đá tới đó. Kiều Lão nói, cẩn thận. Văn Quốc Quyền cười nói, ngài yên tâm, tôi sẽ không để hòn đá này rơi vào chân mình đâu. Kiều Lão cười ha ha, đi cùng Văn Quốc Quyền, chỉ điểm cho ông ta cái bệ của hòn đá. Văn Quốc Quyền đặt hòn đá xuống, Kiều Lão nói, hòn đá này là Trấn Lương tặng cho tôi đấy, thấy sao? Văn Quốc Quyền đi quanh hòn đá ngắm nghía, nói thực, hòn đá này rất bình thường, trừ màu nâu sậm ra, bên trong chắc là đầy quặng sắt, nhìn không ra có gì đặc biệt. Ông ta thực sự cầu thị, nói, tôi nói thực nhé, hòn đá này rất bình thường. Kiều Lão nói, anh là người ngoài nghề, không thể chỉ nhìn hòn đá, phải kết hợp với cả bệ đỡ nữa, hòn đá này vuông vức, là loại thường thấy nhất ở núi Thanh Đài tỉnh Bình Hải. Văn Quốc Quyền trong lòng thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn ung dung tự nhiên.
mỉm cười nói, nghe Kiều lão nói vậy, hình như có chút ý tứ. Kiều lão nói, vườn hoa lớn như vậy, có biết vì sao tôi muốn anh đặt hòn đá ở vị trí này không? Văn Quốc Quyền lắc đầu, rất khiêm tốn cầu giáo, xin nghe Kiều lão nói. Kiều lão rít một hơi thuốc, mỉm cười nói, mộ trong những yếu điểm chơi đá là phải đặt khối đá thích hợp vào một vị trí thích hợp. Văn Quốc Quyền và Kiều lão nhìn nhau cười, ông ta tựa như hiểu ra gì đó, tôi phát hiện ra một yếu điểm khác nữa. Kiều lão dùng ánh mắt khích lệ nhìn ông ta. Văn Quốc Quyền nói, một cái bệ chỉ có thể đặt một viên đá. Kiều lão nói, tôi thích những hòn đá vuông vức. Ông ta tỏ ý bảo Văn Quốc Quyền lùi lại mấy bước, sau đó chỉ vào khối đá ở góc đông nam đó, nói, hiện tại cậu nhìn lại hòn đá vừa rồi xem. Văn Quốc Quyền ngước nhìn, chỉ thấy trong mấy chục khối đá, chỉ có khối đá mà ông ta vừa đặt là vuông vức bắt mắt nhất. Kiều lão nói, rất nhiều người thích đá lởm chởm, mà tôi chỉ thích chơi đá vuông vức, phải biết cái đẹp của đó là ở sự vuông vắn của nó. Văn Quốc Quyền nói, lý giải của mỗi người về cái đẹp đều khác nhau. Kiều lão cười nói, tôi là người cố chấp, thứ mà tôi cho rằng là đẹp thì bắt con cháu trong nhà phải nói đẹp, tôi làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan của chúng. Ông ta phả ra một làn khói, Quốc Quyền, anh vẫn chưa nói với tôi, anh thích nhất là khối đá nào. Chương 339. Trong cuộc họp thường ủy thành phố Giang Thành, Cục trưởng Cục Công an thành phố Vinh Bằng Phi báo cáo tình hình tiến triển mới nhất của vụ án giới đấu núi Thanh Đài cho các thường ủy có mặt được biết. Y mỉm cười nói, căn cứ vào tình hình hiện tại mà tôi nắm được, những văn vật ngày hôm đó bị cướp đi dưới công tác vận động của chúng ta, phần lớn đều đã được nộp lên. Ở chợ đồ cổ thành phố Kinh Sơn xuất hiện một số văn vật, trước mắt Cục Công an thành phố Kinh Sơn đang tích cực điều tra, tin rằng không lâu nữa sẽ có thể một mẻ lưới bắt gọn đám trộm mộ này. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, vụ án Trần Sùng Sơn bắn chết Chu Hồng Vệ mà mọi người quan tâm cũng đã rõ ràng, ở hiện trường xảy ra giới đấu hôm đó. Có không ít người nhìn thấy tình huống cụ thể Trần Sùng Sơn nổ súng, chúng tôi đã tìm được 4 nhân chứng, sơ bộ nhận định Trần Sùng Sơn thuộc về phòng vệ chính đáng. Không có ai chen lời, tất cả thường ủy đều lặng lẽ lắng nghe. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Triệu Dương Lâm và Phó thị trưởng Viên Thành Thích trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều cảm thấy, hướng gió lại bắt đầu thay đổi rồi, tất cả mọi việc đều là tiến hành xung quanh thôn Chu Tiểu Kiều, đều tiến hành quanh cái chết của Chu Hồng Vệ, hiện tại Trương Dương quay về. Xoay chuyển cục diện từ gốc rễ, rất đơn giản, rất trực tiếp, rất hữu hiệu, bọn họ thực sự không hiểu, thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều trước giờ luôn nổi danh là thích tranh cường đấu ngoan vì sao lại dễ dàng khuất phục như vậy. Vinh Bằng Phi kể lại qua lô tình huống, rồi kết thúc đề tài của mình, phần tiếp sau của vụ án chúng tôi đang trong quá trình tiếp tục điều tra, người có trách nhiệm tương quan sẽ bị xử lý tương ứng. Thị trưởng Tả Viên Chiêu có căm giận nói, đúng là quá tệ, bọn họ đã nhìn thấy tình huống chân thực. Vậy vì sao lúc ban đầu lại không đứng ra lên tiếng? Vì sao không nói ra chân tướng, ngược lại còn muốn vây kín cơ quan chính phủ? Đây chính là tác phong của cường đạo, tác phong của lưu manh. Đối với những phần tử bất lương có ý đồ phá hoại trật tự xã hội này, chúng ta nhất định phải điều tra tới cùng, tuyệt không nhân nhượng. Những thường ủy khác không muốn phát biểu ý kiến, những lời nói sục sôi căm phẫn này của Tả Viên Chiêu cũng không làm dấy lên được sự đồng tình của họ. Hiện tại thế cục đã rõ ràng rồi ông mới chịu đứng ra, sao không đi làm từ trước đi? Lúc trước khi Đỗ Thiên Giã thân rơi vào vòng luân lý, ông sao không phát biểu ý kiến? Tả Viên Chiêu cũng cảm thấy màn biểu diễn vừa rồi của mình có chút hơi quá, ông ta ho khan một tiếng, nói, bí thư Đỗ, anh nói vài câu đi. Đỗ Thiên Giã gật đầu, sau khi xác định cha mình đã không sao, trong lòng Đỗ Thiên Giã cũng bình hòa hơn nhiều, gã phát hiện mình trong chính trị còn xa mới đạt được đến mức thành thục. Người ta có máu nóng là một chuyện tốt, nhưng máu nóng trên chính trị là biểu hiện ra sự không thành thục. Hiện tại nghĩ lại chuyện này, vốn không nên phát triển tới mức phiền phức như thế này, chính là vì gã biểu hiện ra sự quan tâm quá nhiều đối với cha, cho nên mới để người khác lợi dụng. Đỗ Thiên Giã nói, tôi muốn bàn mấy vấn đề của sự kiện giới đấu núi Thanh Đài do cảnh sát xử lý, tôi không nhắc lại nữa, trước tiên tôi muốn nói xin lỗi với các vị thường ủy, trong quá trình xử lý chuyện này. Tôi thân là bí thư thị ủy Giang Thành mà lại không giữ được cái đầu bình tĩnh, trong việc xử lý vấn đề tồn tại rất nhiều thiếu sót. Tư lệnh quân phân khu Quách Lượng nói, tôi thấy mấu chốt của chuyện này vẫn là ở người có dụng tâm quá nhiều, người chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng quá nhiều. Quách Lượng trước đây rất ít khi phát biểu ý kiến ở cuộc họp thường ủy Giang Thành, hiện tại là lúc Đỗ Thiên Giã cần ủng hộ nhất, vì quan hệ của Sở Trấn Nam và Đỗ Sơn Khôi, y cũng phải đứng ra giúp đỡ. Đỗ Thiên Giã cười cười. Nói, thông qua chuyện này,
tôi cũng phát hiện Giang Thành còn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót. Nói tới đây gã dừng lại một chút, gã nhìn các vị thường ủy, sau đó nói, hiện tại tôi tuyên bố mấy biến động nhân sự quan trọng, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy đồng chí Dương Khánh Sinh bởi vì nguyên nhân sức khỏe, mấy ngày sắp tới không thể đảm nhiệm công tác Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền nữa, đồng thời miễn trừ công tác thường ủy của đồng chí Dương Khánh Sinh. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền sẽ do Phó Thị trưởng Tiếu Minh tạm thời thay thế, đồng thời tôi cũng nhắc luôn, đồng chí Tiếu Minh trở thành thường ủy tân nhiệm của Giang Thành. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Dương Khánh Sinh sắc mặt tái xanh, từ lúc sự kiện Trương Dương đánh cảng thương xảy ra, y biết mình khó tránh khỏi trách nhiệm, nhưng không ngờ tất cả lại tới nhanh như vậy. Sự kiện giới đấu ở núi Thanh Đài vốn đã khiến cho Đỗ Thiên Giã sứt đầu mẻ trán, không ngờ Trương Dương đã tới trường đảng của tỉnh học tập lại đột nhiên giết về, dễ dàng hóa giải khốn cục của Đỗ Thiên Giã, khiến cho hướng gió của chuyện này đột nhiên thay đổi, lúc trước trong những người đứng ra chống đối với Đỗ Thiên Giã. Dẫn đầu là Triệu Dương Lâm, nhưng người xui xẻo lại là mình. Dương Khánh Sinh hôm nay trước cuộc họp thường ủy đã biết rằng tổ chức sẽ động tới mình, Đỗ Thiên Giã tuy là người đứng đầu Giang Thành, nhưng làm ra hành động lớn như vậy phải qua sự đồng ý của tỉnh Lý, chắc gã đã làm tốt công tác liên hệ với tỉnh Lý rồi. Dương Khánh Sinh không nói câu nào đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Đỗ Thiên Giã nói, lũ xuân sắp tới rồi, để đảm bảo lũ xuân năm nay vạn vô nhất thất, thành lập bộ chỉ huy chống lũ, do Phó Thị trưởng Viên Thành Thích đảm nhiệm chức tổng chỉ huy chống lũ, phụ trách tình hình phòng lũ của các huyện thị thuộc Giang Thành, chủ quản sản xuất nông nghiệp giao cho Phó Thị trưởng Thường vụ đồng chí Lý Trường Vũ phụ trách. Viên Thành Thích lạnh lùng nhìn Đỗ Thiên Giã, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ và bất cam, so với Dương Khánh Sinh, y còn tính là may mắn, ít nhất thì còn giữ được chức Phó Thị trưởng và vị trí thường ủy, Đỗ Thiên Giã đây là lưu đầy y, Viên Thành Thích cũng minh bạch, y phải cầu khẩn ông trời, công tác phòng lũ năm nay ngàn vạn lần đừng xảy ra sai sót, cho dù là một chút sai sót thôi cũng sẽ bị Đỗ Thiên Giã nắm lấy, lần này sợ rằng xong rồi. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Triệu Dương Lâm vẫn tỏ vẻ tự nhiên như thường. Thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý này ngàn năm không đổi, Đỗ Thiên Giã sau khi ổn định trận cước, lập tức đả kích báo thủ đám người bọn họ là hết sức bình thường, nhưng y tin rằng, Đỗ Thiên Giã không cười được lâu nữa đâu, ai cười tới cuối cùng còn rất khó nói. Trương Dương đi tới đồn công an Hắc Sơn Tử, đồn trưởng Chu Lương Thuận mỉm cười ra đón, trước đây khi Trương Dương còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, Chu Lương Thuận và hắn có chút không vừa lòng nhau. Nhưng hiện tại người ta đã là cấp phó ban, Chu Lương Thuận muốn nhìn người ta cũng phải ngẩng lên mà nhìn, nghĩ lại thấy vô cùng hối hận vì mình ngày xưa không có mắt, lúc trước Đỗ Vũ Phong chẳng qua chỉ là một phó đồn trưởng của xã Hắc Sơn Tử, bởi vì có quan hệ với Trương Dương. Một đường lên trời, hiện giờ đã là phó tổ trưởng tổ trọng án Cục Công an Giang Thành, nghe nói còn rất được cục trưởng yêu mến, nếu như mình lúc trước bấu víu quan hệ với Trương Dương, hiện tại không chừng cũng lên cao rồi. Có suy nghĩ này nên Chu Lương Thuận càng nhiệt tình hơn với Trương Dương, thân thiết bắt tay hắn, mời Trương Dương vào văn phòng ngồi. Trương Dương cười nói, không cần đâu, tôi tới thăm mấy phóng viên đó. Nhắc tới năm phóng viên đó, Chu Lương Thuận không khỏi bật cười, tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, như chưa từng thấy cảnh này bao giờ, chủ động tấn công cảnh sát, ở lì trong đồn cảnh sát của chúng tôi không chịu đi, cảnh sát bị đánh tỏ ý bảo không tố cáo họ, nhưng bọn họ vẫn không đồng ý đi. Trương Dương cười thầm, hắn đương nhiên biết rằng mấy tên phóng viên này vì sao lại không muốn đi, anh em Sử gia dẫn một đám người canh ở bên ngoài, chỉ cần đám phóng viên này đi ra, lập tức đánh cho họ một trận. Chu Lương Thuận dẫn Trương Dương tới nơi nhốt mấy phóng viên đó, kỳ thực cũng không phải là nhốt họ, bởi vì cửa phòng còn chẳng buồn khóa, Trương Dương đẩy cửa đi vào, vị nào là phóng viên Lưu Hy Văn. Một phóng viên trung niên béo trắng có chút sợ hãi đứng dậy, là tôi. Trương Dương gật đầu, tôi có lời muốn nói với anh. Lưu Hy Văn theo Trương Dương tới văn phòng, Trương Dương tỏ ý bảo y ngồi xuống, Lưu Hy Văn rất khẩn trương, hai tay cứ mân mê túi áo. Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, nói, đừng khẩn trương, tôi tới là để giúp các anh. Anh là... Tôi là Trương Dương, phó tổ trưởng tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bình Hải. Trương Đại Quan Nhân rất hưởng thụ chức vị hiện tại. Đương nhiên chức phó tổ trưởng này là hắn tự phong, quan phương không có ai chứng nhận cả. Lưu Hy Văn nghe thấy là hắn, trong lòng không khỏi run lên, sắc mặt càng biến thành trắng bệch hơn. Trương Dương nói, anh đừng sợ, tấn công cảnh sát không phải là chuyện gì lớn, người ta cũng không truy cứu các anh, tôi vừa nói chuyện với trưởng đồn Chu rồi, các anh tùy thời đều có thể đi. Lưu Hy Văn lắc đầu, nói, trừ phi là phía cảnh sát hộ tống chúng tôi đi, nếu không tôi quyết không ly khai.
Anh cho rằng mình là ai chứ? Nguyên thủ quốc gia à? Còn bắt cảnh sát hộ tống nữa? Lưu Hy Văn nói, an toàn của bản thân chúng tôi bị uy hiếp, chỉ cần ra khỏi đồn công an, vậy thì những thôn dân đó sẽ công kích chúng tôi. Trương Dương cười nói, bọn họ vì sao lại công kích các anh? Các anh và những thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều đó không phải là rất tốt với nhau ư? Có tin tức gì mới, bọn họ ngay lập tức cung cấp cho các anh, bọn họ tấn công cơ quan chính phủ, các anh còn đi theo cổ vũ, năng lực lớn thật. Lưu Hy Văn không nói gì. Trương Dương nói, nhật báo Đông Nam rất có ảnh hưởng, phóng viên của một tờ báo lớn như vậy đi ra chắc đều là hạng cứng tay, các anh đều là người kiên trì chân lý, sao có thể bị một đám bách tính dọa cho sợ hãi được. Lưu Hy Văn nghe thấy lời chế giễu của Trương Dương nhưng vẫn không nói gì. Trương Dương nói, đồn công an xã không thể nào bảo vệ các anh cả đời được, tôi thấy các anh cũng không phải là sợ, mà là các anh làm chuyện khuyết đức, cho nên chột dạ mới đúng. Lưu Hy Văn nói, anh nói vậy là có ý gì? Trương Dương nói, tôi chán chả buồn nói nhiều với anh, hiện tại kết quả điều tra của cảnh sát đã có rồi, chuyện của Trần Sùng Sơn đã định án, các anh muốn viết gì thì tôi rất rõ, nhật báo Đông Nam không ở Bình Hải, các anh từ xa chạy tới đây đưa tin chuyện của Bình Hải, khẳng định là có người sai khiến. Sắc mặt của Lưu Hy Văn hết trắng rồi lại đỏ, y lắc đầu, nói, không có ai sai khiến chúng tôi cả. Trương Dương cười lạnh, nói, không có ai sai khiến các anh thì chính là các anh không có lòng tự trọng. Rảnh rỗi thì viết tin ca tụng đảng và nhân dân nhiều vào, chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc này dở âm mưu quỷ kế ra làm cái gì. Anh em Chu Hồng Tinh đã khai rồi, các anh cho tiền, bảo anh em họ đưa tư liệu cho các anh, còn cổ động hai anh em họ gây chuyện, tôi cũng lấy làm lạ, đám thôn dân đó sao lại có năng lực như vậy, làm ầm ĩ ở huyện thành xong rồi thì chạy tới tận thị lý, sau đó lại từ thị lý tới tỉnh thành, thì ra là có mấy cán bộ tham mưu các anh làm quân sư. Lưu Hy Văn nói, chức trách của phóng viên chúng tôi là đưa chân tướng của sự việc ra ngoài xã hội. Đừng có nói về chức trách với chúng tôi, các anh lòng dạ bất lương, núi Thanh Đài phát sinh chút chuyện nhỏ như cái rắm, sao lại kinh động tới các anh? Có phải là có người sai các anh làm vậy không? Đưa tin công bình ư, các anh có làm như thế không? Tôi mặc kệ người ở sau lưng các anh là ai, từ đây đi ra thì đừng có mà làm bừa làm ẩu nữa. Nếu không cho dù các anh chạy tới chân trời góc bể tôi cũng có năng lực tóm các anh về lại núi Thanh Đài, giao các anh cho đám thôn dân đó đánh một trận, có chết hay không thì phải trông vào tạo hóa của các anh. Lưu Hy Văn mấy ngày nay đã sợ hãi lắm rồi, nghe thấy Trương Dương dọa thì ngay cả gan phản bác cũng không có. Lý Nhí nói, anh yên tâm, chúng tôi về sẽ không viết linh tinh nữa đâu, chúng tôi biết tôn trọng sự thực. Trương Dương nói, sự thực thì chỉ là một sự kiện phòng vệ chính đáng. Muốn tìm hiểu toàn bộ chuyện này thì anh tới cơ quan công an là sẽ rõ. Còn nữa, tiền mà anh lén đưa cho anh em Chu gia đã làm trái với luật tin tức, lại thêm tấn công cảnh sát, hai chuyện này nếu thực sự đưa ra tòa án, tôi thấy mấy người các anh đợi thất nghiệp đi. Lưu Hy Văn biết Trương Dương không phải là dọa y, y mấp máy môi, lại một lần nữa đảm bảo, chủ nhiệm Trương, chúng tôi quay về nhất định sẽ không viết bậy đâu. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, tôi tạm thời không làm khó các anh. Có điều tôi rất lấy làm lạ, rốt cuộc là ai báo tin cho các anh? Lưu Hy Văn nói, nhiệm vụ là tổng biên tập giao, chúng tôi cũng không rõ. Trương Dương gật đầu, nói, được, với câu nói này của anh, tổng biên tập của các anh xui xẻo rồi đấy. Hắn tên là gì? Lý Đồng Dục. Trương Dương lại nói, các anh giao toàn bộ phim và băng ghi hình ra, tôi không muốn cục diện phồn vinh ổn định của Giang Thành bị các anh phá hỏng. Lưu Hy Văn quả nhiên rất ngoan ngoãn giao phim và băng ghi hình ra, mà Trương Đại Quan Nhân cũng giữ lời hứa, hộ tống 5 phóng viên tới Xuân Dương. Đỗ Vũ Phong rất không hiểu cách làm của Trương Dương, nói cậu rõ ràng biết rất nhiều chuyện đều là do Lưu Hy Văn xíu dục, vì sao còn thả y đi. Trương Dương nói, ý của cậu là tôi nên đập chết y ư. Đỗ Vũ Phong nói kiểu gì vậy, tôi không bảo cậu đập chết y, biết rõ sự thực rồi. Men theo đường dây của Lưu Hy Văn có thể đào được tên đứng sau ra, vì sao không tiếp tục? Đào ra thì để làm gì? Cậu cho rằng là công an các cậu phá án à, chuyện gì cũng phải truy hỏi tới cùng ư? Không vén mây thấy trăng thì không dừng lại à? Trò chơi chính trị quan trọng nhất là phải nắm rõ lực độ, chuyện của Xuân Dương tôi có thể nhúng vào, chuyện của xã Hắc Sơn Tử tôi cũng có thể quản, nhưng lên nữa thì sao? Người có thể động vào Đỗ Thiên Dã mà chúng ta cũng dám động vào hắn à? Tỉnh trưởng Tống bảo tôi tới là để điều tra tình huống, bình định tình tự quần chúng, tôi hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, những chuyện khác không liên quan gì tới tôi cả. Đỗ Vũ Phong tấm tắc khen, được,
mấy ngày không gặp, thằng Ôn cậu tu vi lại tăng vọt rồi. Trương Dương nói, thời thế tạo anh hùng, tôi là bị bức phải tiến bộ thôi, nếu không thì làm sao mà hiểu được đạo lý này. Đỗ Vũ Phong nói, cậu nói thử xem, rốt cuộc là ai muốn động đến bí thư Đỗ nhỉ? Trương Dương trừng mắt lườm gã, nói, bị bệnh à? Chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Đỗ Vũ Phong cười nói, người anh em, cậu hiện tại là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi, sau này có phải là chuẩn bị tới Đông Giang lăn lộn không? Trương Dương còn chưa nói gì thì Ngưu Văn Cường gọi điện thoại tới, gã bảo Trương Dương tới có chuyện cần bàn, Trương Dương nói Đỗ Vũ Phong cũng ở đây, Ngưu Văn Cường lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương, chỉ nói mời một mình Trương Dương tới thôi. Trương Dương cũng không nói tỉ mỉ với Đỗ Vũ Phong, lái xe tới Kim Khải Việt, đường đi gập gà gập ghềnh, hắn không nhịn được lại chửi Chu Hằng. Ngưu Văn Cường ở trong văn phòng của giám đốc đợi hắn, thấy Trương Dương tới liền đứng dậy mời vào, sau đó thì khóa cửa phòng lại. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của y, không khỏi bật cười, nói, làm gì thế? Có phải là vi phạm pháp luật bị cảnh sát điều tra không? Ngưu Văn Cường kéo tay hắn ngồi xuống salon, nói nhỏ, Trương Dương, lần này cậu phải giúp tôi. Trương Dương cầm bình nước khoảng ở trên bàn lên, mở ra uống một ngụm, nói, có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi gần đây bận lắm. Ngưu Văn Cường nói, Ủy ban Kỷ luật dẫn cha tôi đi rồi. Trương Dương ngây ra, thầm nghĩ Ngưu Học Đông, cha của Ngưu Văn Cường, là Cục trưởng Cục Tài chính Xuân Dương, chắc không phải là lại xảy ra vấn đề kinh tế gì chứ. Hắn đặt bình nước khoáng xuống, mỉm cười, đừng gấp, rốt cuộc là có chuyện gì, nói tôi nghe đi. Ngưu Văn Cường nói là phối hợp điều tra, cha tôi từ trước tới giờ luôn rất cẩn thận, đồ gì là của công thì ông ta rất ít lấy. Trương Dương nói, đồ là của công vốn không nên lấy. Ngưu Văn Cường nói, là không nên lấy, lão nhân gia cũng không lấy, tối đa cũng chỉ thu chút tiền trà nước, nhưng Ủy ban Kỷ luật thành phố tìm ông ta làm gì? Trong chiều tôi không có người quen, người anh em, hai chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, anh nói sao cũng phải giúp tôi đó, lão gia tử nhà tôi mắt thấy sắp phải về hưu rồi, không thể xảy ra chuyện rắc rối gì được, tôi thật sự lo lắm, sợ lão nhân gia cuối đời lại không được yên ổn. Trương Dương nói, anh cũng đừng gấp, tôi sẽ hỏi cho anh. Trương Dương cầm điện thoại lên, vốn định gọi cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, nhưng lại nghĩ trước tiên gọi cho Lưu Diễm Hồng đã, cô ta hiện tại vẫn đang ở Giang Thành, không khéo chuyện này có liên quan tới cô ta. Lưu Diễm Hồng sau khi nhận được điện thoại, nghe nói tới chuyện của Ngưu Học Đông, lập tức nói, đúng vậy, không sai, là tôi bảo Ủy ban Kỷ luật thành phố mời ông ta tới. Cậu không phải phản ánh với tôi về vấn đề trong việc cải tạo đường xá huyện khu Xuân Dương có tồn tại sử dụng khoản riêng ư. Cho nên tôi mời ông ta tới hiệp trợ điều tra. Trương Dương dở khóc dở cười, không ngờ ông già của Ngưu Văn Cường bị dẫn đi có liên quan trực tiếp đến mình, hắn lo lắng hỏi có kết quả gì chưa. Lưu Diễm Hồng nói, việc mà cậu phải ánh là có thực, chúng tôi sẽ điều tra sâu thêm một bước. Trương Dương, chuyện này không có liên quan gì tới cậu cả, chuyện của cậu sau khi kết thúc thì mau về Đông Giang đi. Trương Dương nói, được chim quên ná, chim hết thì cất cung, chuyện này vẫn chưa kết thúc, cô chưa gì đã bắt tôi về rồi. Lưu Diễm Hồng không khỏi bật cười, thành tích công tác của cậu ai ai cũng thấy, đợi luận công khen thưởng đi. Cục trưởng Ngưu rốt cuộc là có chuyện gì không? Lưu Diễm Hồng nói, yên tâm đi, ông ta không sao cả, thân là cục trưởng cục tài chính nhưng cũng chỉ là một người chấp hành, nói rõ tình huống là được về, lại không bị song quy, có gì mà sợ. Trương Dương sau khi hỏi rõ chuyện này, lại nói chuyện của phóng viên Nhật báo Đông Nam cho Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng chấm ngâm một lát, nói cậu xử lý rất tốt, thả họ về trước đi, phương diện giới truyền thông cứ cố gắng đừng làm căng. Trương Dương hiểu rõ cái mà Lưu Diễm Hồng thật sự lo lắng không phải là giới truyền thông, theo tính khí của hắn rất muốn theo đường dây này mà tra ra tới cùng, nhưng Trương Dương cũng rõ, chuyện này liên quan quá rộng, hắn tuyệt đối không giải quyết được. Hắn hiện tại nên xử lý chuyện mà mình được giao, làm tốt công tác cơ sở, những chuyện khác cứ giao cho người khác phụ trách. Trương Dương nói, Bí thư Lưu, nhiệm vụ của tôi ở Xuân Dương kết thúc rồi à? Lưu Diễm Hồng nói, kết thúc rồi, lần này mục đích mà cậu tới Giang Thành chính là để làm rõ chân tướng sự việc, hiện tại chuyện đã được làm rõ rồi, cậu còn ở đây làm cái gì? Cô không phải là muốn tôi tra xem các cấp cán bộ Xuân Dương trong chuyện lần này có hành vi không đúng với chức vị hay không mà? Lưu Diễm Hồng cười nói, thị phi đã có định luật, việc nên phản ánh thì cậu phản ánh rồi, công tác của Ủy ban Kỷ luật là xử lý và sửa chữa sai lầm, chứ không phải là tìm lỗi sai thì trên người khác. Trương Dương gác điện thoại, nghĩ ngợi một lúc lâu,
nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy công tác của Ủy ban Kỷ luật chính là tìm khuyết điểm của người khác. Lưu Diễm Hồng sở dĩ nói vậy chính là hắc nhở mình phải có chừng mực, ngàn vạn lần đừng khiến sự tình thâm hóa. Ngưu Văn Cường nghe nói cha mình không sao, lập tức cao hứng, gã vội vàng triệu tập Đỗ Vũ Phong, Triệu Tân Vĩ tới uống rượu, Trương Dương thì không thể ở lại, hắn tối nay còn phải về Giang Thành, Đỗ Thiên Giã tìm hắn có việc, vừa lên xe thì Phó trưởng huyện từ Triệu Bân gọi điện thoại tới. Chuyện cục trưởng tài chính Ngưu Học Đông bị Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đi mang tới ảnh hưởng rất lớn, từ Triệu Bân trước mắt ở cùng một chiến tuyến với huyện trưởng Sa Phổ Nguyên, quan hệ giữa y và Trương Dương khá thân thiết. Cho nên muốn thông qua Trương Dương nghe ngóng tình hình. Trương Dương luôn miệng nói không biết, tuy là lâm thời được điều tới Ủy ban Kỷ luật, nhưng Trương Dương cũng học được giữ bí mật, trước khi sự việc chưa rõ ràng, hắn không muốn để lộ nội tình. Nhưng quan trường của huyện Xuân Dương từ thời khắc này đã biến thành rất không bình tĩnh. Đứng mũi chịu sào chính là cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương Thiệu Vệ Giang, y lên chức rồi, được điều tới Giang Thành làm phó hiệu trưởng trường cảnh sát. Sự bổ nhiệm này tới rất đột nhiên, nhưng đối với Thiệu Vệ Giang mà nói thì không có gì bất ngờ. Từ sau khi thôn Chu Tiểu Kiều phát sinh cảnh sát và thôn dân xung đột với nhau, y đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ rồi. Buổi tối ngày xuân này có chút không yên tĩnh, trong một căn biệt thự ở bên Hồ Nhã Vân, mấy vị nhân vật quan trọng của Giang Thành đang ẩm trà nói chuyện. Người ngồi ở trung tâm là chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Triệu Dương Lâm, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Mã Ích Dân ngồi sát cạnh y, phó thị trưởng Viên Thành Thích kích động đi đi lại lại trong phòng, y vừa đi vừa vung vẩy cánh tay, lấy việc công báo thủ riêng. Gã sao có thể đá đồng chí Khánh Sinh ra khỏi hội thường ủy như vậy? Đồng chí Khánh Sinh làm công tác tuyên truyền nhiều năm, nói cách chức là cách chức. Một chút dư địa quay lại cũng không có, thậm chí còn không trưng cầu ý kiến của chúng ta và bản thân anh ta. Khiến người ta lạnh lòng, thực sự là khiến người ta lạnh lòng. Ngoài mặt thì y là bất bình cho Dương Khánh Sinh, kỳ thực là đang kêu oan cho mình. Mã Ích Dân vẫn bảo trì trầm mặc như xưa, y mỉm cười nhìn Triệu Dương Lâm ở bên cạnh, trong bọn họ Triệu Dương Lâm mới là người cầm đầu. Triệu Dương Lâm nói, lịch sử nhân loại chứng minh, bất kỳ đấu tranh chính trị nào cũng phải trả một cái giá lớn, sức khỏe của đồng chí Khánh Sinh không tốt, lùi xuống để nhường đường cho những đồng chí khác cũng là điều nên làm. Viên Thành Tích nói, chủ nhiệm Triệu, chuyện này không thể cứ thôi như vậy được, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, bất kỳ ai cũng không thể một tay che trời được, tôi cho rằng đồng chí Khánh Sinh gặp phải sự đối đãi không công bằng, chúng ta phải phản ánh tình hình lên lãnh đạo cấp cao. Triệu Dương Lâm lạnh lùng nói, anh cho rằng bí thư Đỗ trước khi đưa ra quyết định này chưa thông báo cho lãnh đạo tỉnh ư. Một câu nói này khiến Viên Thành Tích ngây ra đó. Mã Ích Dân cười nói, lão Viên, ngồi xuống uống chén trà cho bớt giận đi. Viên Thành Tích nói, Giang Thành cứ tiếp tục như vậy khẳng định là không được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Giang Thành ở trong tay một ai đó mà dừng bước không tiến tới được. Triệu Dương Lâm nói, lão Viên, anh kiên nhẫn một chút, tôi không phải đã nói với các anh rồi ư, chuyện rất nhanh sẽ có chuyển biến. Viên Thành Tích nói, chủ nhiệm Triệu, giờ là lúc nào rồi, bên trên vẫn chưa có động tĩnh, chẳng lẽ chuyện có biến. Triệu Dương Lâm bừng chén trà lên, chậm rãi hấp một ngụm, trong lòng y rất khinh bỉ chửi thầm Viên Thành Tích, chẳng trách Viên Thành Tích ở trong nhiều phó thị trưởng như vậy thủy chung không thể thoát kén mà ra, người này vẫn quá nóng nảy, gặp chuyện gì cũng thiếu đi sự bình tĩnh. Triệu Dương Lâm nói, chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi. Viên Thành Tích thở phào, nhưng động tác lần này của bí thư Đỗ rất lớn. Triệu Dương Lâm nói, làm tốt công tác của mình, xứng đáng với đảng, xứng đáng với nhân dân, những chuyện khác đều không quan trọng. Đỗ Thiên Giã và Vinh Bằng phi ẩm tử với nhau, từ sau sự kiện giới đấu núi Thanh Đài, Đỗ Thiên Giã cũng ít có tâm tình uống rượu. Vinh Bằng phi rót đầy chén cho gã, cầm chén lên cùng gã uống cạn, nói, bí thư Đỗ, chúc mừng anh đã giải quyết được chuyện này. Đỗ Thiên Giã cười nhạt, nói, có gì mà chúc mừng. Cả sự kiện tôi đều không đem lại chút tác dụng nào, nên cảm ơn anh mới đúng. Vinh Bằng phi nói, đừng cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì anh phải cảm ơn Trương Dương. Nếu không có hắn, chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy đâu. Đỗ Thiên Giã thở dài, nói, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỏ, lần này trong việc xử lý sự kiện giới đấu núi Thanh Đài tôi thực sự là quá mất tiêu chuẩn. Vinh Bằng phi ý vị thâm trường nói, nếu không phải là có người ở trong bóng tối thầm đổ thêm dầu vào lửa, chuyện cũng sẽ không ầm ĩ tới mức đó, thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều nắm lấy Trần Sùng Sơn không thả, khẳng định là có cao nhân chỉ điểm. Tô Viện Viện đột nhiên lật cung, khiến sự kiện càng thêm phức tạp. Nghe thấy tên của Tô Viện Viện,
tay đang cầm chén rượu của Đỗ Thiên Dã hơi dừng lại, cứng đờ khoảng 5 giây mới uống cạn. Vinh Bằng Phi nghe tiếng xem sắc, nói nhỏ, hành vi của Tô Viện Viện đã dính tới cung cấp chứng cứ giả, có thể khởi tố cô ta. Đỗ Thiên Dã lắc đầu, nói, bỏ đi, một cô gái dưới loại tình huống hỗn loạn đó, hoảng loạn sợ hãi cũng là điều khó tránh khỏi. Lão Vinh, đừng truy cứu, chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi, đối với những người liên quan tới vụ án thì xem tình hình cụ thể mà xử lý, xử phạt nhẹ thôi. Vinh Bằng Phi nói nhỏ, không tra nữa à? Đỗ Thiên Dã hỏi lại, tra rõ được ư? Vinh Bằng Phi nói, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Đỗ Thiên Dã nói, anh nghe được gì rồi? Vinh Bằng Phi giang định nói thì chuông cửa reo, chính là Trương Dương vừa từ huyện Xuân Dương trở về, còn chưa vào cửa hắn đã gào lên, tôi nói này bí thư Đỗ, trụ sở thị uy của các anh cũng mặc kệ là người nào, ngay cả xe của tôi cũng không nhận ra. Đỗ Thiên Dã và Vinh Bằng Phi đều bật cười, Đỗ Thiên Dã cười bảo, anh cho rằng mình là ai? Trương Dương nói, tôi bảo tôi là bạn tốt của bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã, người ta không nể mặt tôi, mà không nể mặt tôi cũng chính là không nể mặt anh. Vinh Bằng Phi có chút hứng thú nói, vậy cậu sao mà vào được? Trương Dương cười nói, sau đó tôi nói với anh ta, tôi là Trương Dương, hai ngày trước đánh tên cảng thương đó. Anh bảo vệ đó liền ghé sát vào mặt tôi mà nhìn, rồi lập tức cười với tôi, nói chủ nhiệm Trương, anh sao không nói sớm là anh, mời vào, mời vào. Thằng ôn này học động tác vẻ mặt của người bảo vệ vừa rồi rất giống, chọc cho Vinh Bằng Phi và Đỗ Thiên Dã suýt nữa thì cười đến vỡ cả bụng. Đỗ Thiên Dã cười mắng, thằng ôn này, cậu rõ ràng là ám chỉ uy tín của tôi ở Giang Thành không bằng cậu. Trương Dương đi tới toilet rửa tay, quay về ngồi xuống cạnh bàn, Vinh Bằng Phi đã rót cho hắn một chén rượu, nâng chén lên, nói, nào, hoan nghênh công thần số một của chúng ta vinh quang về Giang Thành. Trương Dương ngửa cổ uống cạn. Thò tay ra nắm lấy cái đùi gà bạch chảm kê, cắn một miếng nói có mùi vị của nhà ăn chính phủ. Hắn nói là nhà khách chính phủ thành phố. Đỗ Thiên Dã gật đầu, tôi mời cục trưởng Vinh tới uống vài chén, cho nên từ nhà khách mang mấy món thức ăn về. Trương Dương thở dài, thật là liêm khiết, chỉ cần một câu của anh thôi, bọn họ khẳng định là vội vàng mang cả phòng bếp đến cho anh. Hắn gặm cái đùi gà xong, chép chép miệng, nói, không ngon tí nào, không bằng Tô Viện Viện làm. Thằng nhóc này rõ ràng là sát muối vào vết thương. Vinh Bằng Phi thật sự là phục sát đất, phóng mắt khắp cả Giang Thành, người dám nói với Đỗ Thiên Dã như vậy cũng chỉ có hắn. Đỗ Thiên Dã trừng mắt lên, cậu không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu. Trương Dương cầm chén rượu lên, nói, bí thư Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh bảo tôi mau chóng về tỉnh thành báo cáo công tác, bí thư Đỗ, xem ra sự tình giới đấu ở núi Thanh Đài cứ vậy mà kết thúc rồi. Đỗ Thiên Dã nói, bí thư Lưu thật sự muốn rút ư. Trương Dương gật đầu, chính xác. Vinh Bằng Phi nói, thính trưởng Điền Bùi Triều đã về Đông Giang trước rồi. Đỗ Thiên Dã từ các loại hiện tượng đã hiểu rõ, thượng tầng không muốn tiếp tục kéo dài chuyện này, tất cả tới đây là dừng. Trước khi gã quyết định xử lý Dương Khánh Sinh đã đặc biệt gọi điện thoại nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, thái độ của Cố Doãn Chi rất rõ ràng, phàm là người phá hoại sự đoàn kết, an định của Giang Thành, thì cần phải được giáo huấn. Nhưng Cố Doãn Chi đồng thời lại cường điệu tất cả phải lấy ổn định làm chủ, xem ra không muốn để gã có động tác quá lớn. Vinh Bằng Phi nhìn đồng hồ, y đứng dậy cáo từ, nói, bí thư Đỗ, tôi phải đi trước đây, gần đây bận quá, chị dâu anh cũng có ý kiến với tôi. Kỳ thực y nhìn ra Đỗ Thiên Dã và Trương Dương khẳng định có chuyện cần bàn, mình không thích hợp ở lại nghe. Chương 340, Vũ Nam miễn phí. Quay trở lại bàn rượu. Nhìn thấy Trương Dương đã uống sạch bình rượu còn hơn một nửa ở trên bàn, không khỏi cười nói, sao? Gần đây không được uống rượu à? Trương Dương nói, vì chuyện của anh, gần đây tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, hôm nay mới dám thả lỏng đấy. Hắn là nói thật, có điều đồng thời cũng có ý khoe công lao. Đỗ Thiên Dã cầm chén rượu lên chạm cốc với hắn, nói cảm ơn. Trương Dương cười nói, cảm ơn cái gì? Giữa chúng ta mà còn phải nói từ này ư? Quá tục. Đỗ Thiên Dã nói, dùng tư tưởng Phật giáo để cảm hóa thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều, Trương Dương, cậu tài lắm. Lúc trước nếu để cậu tới xã Hắc Sơn Tử làm trưởng xã, chuyện này khẳng định sẽ không xảy ra. Trương Dương nghe vậy thì có chút khẩn trương, cái đó. Tôi là phó ban, bí thư Đỗ Anh không thể nào hạ chức sử dụng tôi được, lần này không có công lao thì cũng có khổ lao, cho dù là đưa tôi tới Xuân Dương đi chăng nữa thì cũng không thể chỉ cho tôi làm một trưởng xã được. Đỗ Thiên Dã lúc này mới hiểu Trương Dương vì sao lại khẩn trương,
cười ha ha nói, tôi chỉ ví dụ thôi. Trương Dương thở phào một hơi, nói, tôi còn tưởng anh muốn lưu đày tôi. Cậu còn chưa học xong ở trường đảng mà, vả lại, cậu hiện tại là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi dùng cậu thế nào thì còn phải suy nghĩ. Trương Dương nói, chuyện này xem ra kết thúc ở đây rồi, nhưng lại chưa tìm hiểu được nhiều, những phóng viên đó là ai sai tới. Tô Viện Viện vì sao vào lúc quan kiện lại lật cung? Sau lưng rốt cuộc là có ai sai khiến? Đỗ Thiên Dã nói, chuyện tạm thời dừng ở đây đi, có tra tiếp nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này không phải chỉ là nhắm vào anh. Đỗ Thiên Dã cười nói, có lẽ chuyện này vốn rất đơn giản, chỉ là chúng ta nghĩ quá phức tạp mà thôi. Trương Dương nói, trước khi tôi về GT, đã gặp mặt cả bí thư Cố và tỉnh trưởng Tống, thái độ của họ khiến tôi cảm thấy rất lạ, đặc biệt là bí thư Đỗ, tôi lúc đó không hiểu nổi, ông ta rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết sự việc, vì sao lại không ra tay. Thậm chí giúp anh nói một câu cũng không muốn, tôi vốn cho rằng là ông ta sắp về hưu rồi, không muốn hỏi tới chuyện gì nữa, nhưng về sau ông ta lại gợi ý tôi để lộ chuyện này cho tư lệnh sở, tôi đột nhiên hiểu ra, chuyện này ông ta cũng bó tay. Gần đây, tôi và tỉnh trưởng Tống gần như là ngày nào cũng nói chuyện điện thoại, ông ta dặn đi dặn lại tôi phải nắm chắc mức độ xử lý chuyện, cố gắng đừng làm khoách đại ảnh hưởng nữa. Vấn đề phía chúng ta vừa được giải quyết, tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã rút ngay, tất cả những điều này chứng tỏ cái gì? Đỗ Thiên Dã nói, chứng tỏ cái gì? Trương Dương nói, chứng tỏ bí thư Đỗ và tỉnh trưởng Tống đều nhìn rõ kẻ đứng sau lưng chuyện này là ai. Nhân vật có thể khiến họ cảm thấy vướng tay chân tuyệt không phải là ở Bình Hải. Đỗ Thiên Dã kỳ thực sớm đã có dự cảm tương tự, gã không ngờ Trương Dương cũng phân tích sự việc thấu triệt như vậy, thông qua sự phân tích của Trương Dương gã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ chính đàn Bình Hải sắp phát sinh biến hóa. Có thể người muốn biến hóa trở nên lớn nhất chính là Cố Doãn Chi, ông ta sắp về hưu, án chiếu theo lẽ thường mà đoán thì do Tống Hoài Minh thay thế chức vụ của ông ta là điều đương nhiên, nhưng gần đây phát sinh một loạt sự kiện, khiến cho Đỗ Thiên Dã không thể không hoài nghi trong chuyện này có tồn tại biến số. Trên chính đàn Giang Thành gió dục mây vần, đám thường ủy già ai ai cũng tranh nhau khiêu chiến quyền uy của mình, bọn họ nhất định là có chỗ dựa. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Thiên Dã trầm ngâm mãi mà không nói gì, không khỏi bật cười, đang nghĩ gì vậy? Đỗ Thiên Dã cười cười, không có gì, tôi đang nghĩ những người này làm ra nhiều tiểu động tác như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Trương Dương nói, còn phải hỏi à, mục đích của họ chính là nhận được lợi ích chính trị. Đỗ Thiên Dã và Trương Dương cùng cạn một chén. Trương Dương nói, lúc tôi vừa về, bởi vì duyên cớ thân phận mà không tiện tới gặp anh đừng tức giận nhé. Đỗ Thiên Dã nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nói cảm ơn. Thực sự là rất cảm ơn. Trương Dương cười nói, một đại lão gia như anh đừng có dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi như vậy, tôi thấy buồn nôn lắm. Đỗ Thiên Dã cười ha ha, giới tính của tôi rất bình thường. Lúc nói câu này lại không khỏi nhớ tới Tô Tiểu Hồng. Trong lòng Đỗ Thiên Dã không khỏi nóng lên. Trương Dương tất nhiên không biết là gã đang nghĩ gì, mỉm cười nói, giới tính bình thường ư. Tôi thấy cái này khó nói lắm, ra vậy rồi còn chưa kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có, hiện tại bên ngoài đều đồn đại vị bí thư thị ủy anh có phải là bí thư đồng tính luyến ái đầu tiên của Tân Trung Quốc không? Cút, Đỗ Thiên Dã mắng, cậu có thể vũ nhục nhân cách của tôi nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục tính cách của tôi. Cũng chỉ có lúc nói chuyện với Trương Dương thì gã mới có thể thoải mái, tươi cười chửi mắng, tùy ý tự nhiên như vậy. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói tôi chỉ là nhắc nhở anh thôi, vấn đề cá nhân cũng nên giải quyết rồi, nếu không khẳng định sẽ có người lấy phương diện này ra để chọc ngoáy. Đỗ Thiên Dã gật đầu. Trương Dương lại nói, Ủy ban Kỷ luật nắm được không ít nội tình của anh, bao gồm cả quan hệ giữa anh và bác Trần cũng có người nói. Đỗ Thiên Dã trầm ngâm một lát. Chậm rãi đặt chén rượu xuống, nói khẽ cậu biết rồi à. Trương Dương gật đầu, kỳ thực có những chuyện khó mà giấu được lắm, càng là một bí mật thì càng có người muốn vạch trần nó ra, càng có người muốn lợi dụng chuyện này để đặt điều gây chuyện. Đỗ Thiên Dã nói, tôi cũng muốn công khai chuyện này, nhưng lão nhân gia lại không đồng ý. Trương Dương cười nói, chuyện tuy đã qua rồi, nhưng tôi nghĩ trong một đoạn thời gian ngắn anh không thích hợp quay lại núi Thanh Đài, tư lệnh sở nói muốn đưa bác Trần tới Tĩnh An cho khuây khỏa. Anh không cần phải công khai với công chúng, chỉ cần nói một tiếng với Ủy ban Kỷ luật là được, để tránh sau này họ lại lằng nhằng. Đỗ Thiên Dã có chút kinh ngạc nói, thằng nhóc cậu gần đây xử lý việc lão luyện hơn rồi. Trương Dương thở dài, chẳng phải là bị đám người các anh bức ư, tôi hiện tại coi như là tổng kết ra rồi,
đối với những người khác nhau phải dùng thủ đoạn khác nhau, lúc nên chơi súng săn thì chơi súng săn, lúc nên dùng nắm đấm thì phải dùng nắm đấm, vấn đề mà súng săn không giải quyết được thì dùng nắm đấm giải quyết, vấn đề mà nắm đấm không giải quyết được thì dùng súng săn giải quyết. Đỗ Thiên Dã cười nói, nghe đi nghe lại thì vẫn chẳng thoát khỏi nắm đấm. Trương Dương cười nói, giết địch vô hình nói chung vẫn không thống khoái bằng nắm đấm chạm vào thịt. Hai người đồng thời cười to. Lúc Trương Dương rời khỏi viện gia thuộc thị ủy thì đã là 10 giờ tối, thằng nhó này vẫn chưa hết hưng phấn, lái xe tới Hoàng gia Giả Nhật, đi tới đại sảnh lấp lánh ánh đèn của Hoàng gia Giả Nhật, hắn đi thẳng tới quầy bar, bartender rất quen Trương Dương, thấy hắn tới liền nhiệt tình nói, chủ nhiệm Trương tới rồi đấy à. Trương Dương cười nói, cho bia đen, lạnh nhé. Bartender rót bia cho hắn, Tô Cường bước tới, vui mừng nói, chủ nhiệm Trương, anh tới lúc nào thế? Trương Dương bảo, tới Xuân Dương làm việc mấy ngày, ngày mai lại phải về Đông Giang rồi. Tô Cường nói, chị tôi và mấy người bọn Kiều Mộng Viện đều đang ở thời Quang Thính, anh đi tới đó hay là để tôi gọi chị tôi ra? Trương Dương cười nói, có phải là người ngoài đâu, để tôi tự đi. Trương Đại Quan Nhân cầm cốc bia của mình đi tới thời Quang Thính, đi tới trước cửa, gõ cửa phòng, không có ai trả lời, Trương Dương đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô, từng tiếng gió tập kích tới. Trương Dương thân thủ cao tuyệt, há có thể để cho người ta ám toán, tay hắn vung vung gạt gạt, đánh bật các thứ bị ném tới, trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng hét, Trương Dương cảm thấy mờ u bàn tay dính dính. Lúc này đèn đã sáng lên, tay Trương Dương dính đầy bánh kem, lại nhìn một mảng lộn xộn ở trong phòng, Tô Tiểu Hồng, Kiều Mộng Viện cùng với mấy cô gái trẻ tuổi mà Trương Dương không nhận ra toàn bộ đều ngây đơ ra đó, trên mặt dính đầy kem của bánh gato, đám con gái đồng thanh nói, sao lại là anh? Trương Đại Quan Nhân quệt bánh kem trên mu bàn tay đi, uống một ngụm bia, nói, sao không thể là tôi. Thời Duy lúc này mới xuất hiện ở phía sau Trương Dương, cô ta vừa vào toilet, hôm nay là sinh nhật của cô ta, cho nên đám chị em chuẩn bị khi cô ta tiến vào thì mang đến cho cô ta một sự bất ngờ, nhưng không ngờ người tiến vào lại là Trương Đại Quan Nhân, ám toán không những không thành công, ngược lại bọn họ đều bị bánh kem dính đầy người đầy mặt. Tô Tiểu Hồng còn đỡ. Bởi vì cô ta cầm khối bánh nhỏ nhất, người thảm hại nhất là Kiều Mộng Viện, cô ta chọn miếng to nhất, hàm lượng bánh kem cũng nhiều nhất, lúc bị Trương Dương đánh bật lại vừa hay đập trúng mặt, khiến cho khuôn mặt bị hủy dung rồi, trở thành nhân vật mặt hoa trong kinh kịch, bánh kem còn men theo mặt mà chảy xuống. Thời Duy nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt, không nhịn được mà bật cười khúc khích, Trương Dương cũng không khỏi bật cười, Tô Tiểu Hồng và Kiều Mộng Viện nhìn nhau, cũng cười theo. Không biết cười bao lâu, Tô Tiểu Hồng mới thôi. Chỉ vào Trương Dương, nói, Trương Dương và Trương Dương, trong đầu cậu không có một chút khái niệm thương hương tiếc ngọc nào ư. Trương Dương nói, ngộ thương, thuần túy là ngộ thương. Đám con gái đều đứng dậy vào toilet, Thời Duy may mắn tránh được một kiếp ngồi xuống cạnh Trương Dương, không khỏi cảm kích nói, đa tạ. Trương Đại Quan Nhân bảo, cứu mạng cô hai lần, cô có lấy thân đền đáp cũng không đủ. Thời Duy trừng mắt lườm hắn, nói. Vì sao anh có thể dễ dàng phá hoại hình thường khó khăn lắm mới có thể xây dựng được ở trong lòng tôi vậy? Trương Dương hỉ hả nói, đó là tôi sợ hại cô. Đúng, loại thiên kim con nhà giàu như cô, tôi tối đa chỉ dám nói cho đã miệng thôi, chứ động thủ thì tôi ngàn vạn lần không dám. Lông mày Thời Duy dựng đứng lên, hận không thể hất cả cốc nước chanh lên mặt Trương Dương, nhưng nghĩ tới thân thủ của thằng ôn này, thật sự là không nên tùy tiện thử. Trương Dương nhìn ra suy nghĩ của cô ta. Mỉm cười nói, này, ngày vui chúng ta đã làm tổn thương hòa khí có được không? Hôm nay tôi có chút thất lễ, không biết là sinh nhật cô nên không mua quà. Thời Duy nói, không cần, nói một câu chúc mừng là được rồi. Trương Dương nói, thế này đi, tiêu phí hôm nay để tôi trả. Tô Tiểu Hồng lúc này mới đi vào, cướp sinh ý của tôi à, Trương Dương, tôi không dễ bắt nạt vậy đâu. Kiều Mộng Viện và mấy người bạn của Thời Duy cũng đi vào, Kiều Mộng Viện giã rửa sạch mặt. Không khỏi giận dỗi lườm Trương Dương một cái, Trương Dương, món nợ này tôi sẽ tính sổ với anh. Trương Dương giả vờ đáng thương, nói Kiều Tổng, tôi biết sai rồi, tội tôi đáng chết vạn lần, cô tha cho tôi đi. Đám con gái hét lên, quỳ xuống, quỳ xuống. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm, nói, dưới gối nam nhân có hoàng kim, thà đứng mà chết chứ không quỳ để sống, cùng lắm. Kiều Mộng Viện biết tính khí của thằng ôn này. Lo lắng không biết hắn lại nói ra những lời lưu manh gì nữa, vội vàng ngắt lời hắn, hôm nay là sinh nhật của Thời Duy, anh không tặng quà à? Trương Dương nói, quá đột nhiên, tôi chưa chuẩn bị.
Thời Duy nói, đuổi ra khỏi cửa. Trương Dương cười nói, hay là tôi tặng mình cho cô nhé, cô có nhận không? Đám con gái đồng thời hét lên. Thời Duy đỏ mặt nói, tư tưởng chỉ có vậy thì anh mau cút đi xa cho tôi. Tô Tiểu Hồng cười bảo, Trương Dương, không ngờ anh lại đánh giá cao mình như vậy. Trương Đại Quan Nhân nói, vậy thì hay là tôi viết chữ tặng cô nhé. Thời Duy tuy không thích thư pháp, nhưng có còn hơn không, chỗ Tô Tiểu Hồng cũng có giấy bút, đó là Tô Cường mua về, gã và Chu Hiểu Vân yêu nhau, lão nhạc phụ tương lai lại thích thư pháp, cho nên Tô Cường vì muốn được bố vợ yêu quý, đặc biệt mua giấy bút về luyện tập, không ngờ lúc này lại có chỗ dùng. Tô Tiểu Hồng bảo Tô Cường mang giấy mực đến, đèn phòng sáng lên, Trương Dương nói, viết gì? Kiều Mộng Viện bảo, anh tặng quà Thời Duy thì đương nhiên là do anh tự nghĩ. Phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Tục, quá tục, đám con gái kháng nghị. Trương Dương nghĩ một chút, vung bút lông cừu, bút tẩu long xà, ở trên giấy tuyên viết ba chữ chân thiện mỹ. Kiều Mộng Viện đang định nói tục quá, nhưng nhìn thấy ba chữ này của Trương Dương thì không còn gì để nói. Chữ Trương Dương chữ tuy tầm thường, nhưng sau khi viết ra, khí thế đó, cảm giác đó thực sự là khó mà miêu tả được. Tô Tiểu Hồng nói, chữ đẹp. Tô Cường ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ không thô, chẳng trách Trương Dương có thể hấp dẫn được nhiều mỹ nữ như vậy. Người ta không có những sức chiến đấu cường hãn mà còn có thư pháp đẹp như vậy, thật đúng là văn võ song toàn. Thời Duy vui vẻ nhận lấy bức tranh chữ. Tô Tiểu Hồng cho đèn mờ đi, tiếng nhạc du dương vang lên. Tô Tiểu Hồng nói, đang sầu vì không có ai khiêu vũ với tôi, Trương Dương đúng là đến tặng than vào ngày tuyết giá. Đám con gái đều bật cười. Trương Đại Quan Nhân vội vàng quay người lại tìm Tô Cường, phát hiện thằng ôn này đã chạy rồi, Trương Dương mặt mày khổ não, nói, được, tôi hôm nay tự đâm đầu vào lưới, đành làm vũ nam miễn phí vậy. Các cô gái luân phiên ra sân, Trương Đại Quan Nhân ngựa không dừng vó, ngay cả thời gian để thở cũng không có, điệu đầu tiên là nhảy với Thời Duy, sau đó thì hết người này đến người khác, các mỹ nữ luân phiên ra trận, khi tới Kiều Mộng Viện, phát hiện trán Trương Dương đã lấm tấm mồ hôi. Trương Dương cởi áo ngoài ra, mặc áo sơ mi nhảy một khúc van sơ với Kiều Mộng Viện. Ôm cái eo theo của Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan Nhân trong lòng đột nhiên nảy sinh ra những ý nghĩ không nên có. Kiều Mộng Viện mắt đẹp khẽ mở, nói, lần này về có phải để giải vây cho bí thư Đỗ không? Trương Dương khiến Kiều Mộng Viện xoay một vòng xung quanh mình, rồi mỉm cười nói, muốn nghe sự thật hay là lời nói dối? Kiều Mộng Viện nói, sự thật. Tôi về là vì Trần Sùng Sơn. Ông ta và tôi là bạn vong niên, ông ta xảy ra chuyện, tôi sao có thể không về. Kiều Mộng Viện bật cười, anh rất lợi hại, không ngờ có thể nghĩ tới dùng Phật Pháp để làm công tác tư tưởng cho lão bách tính. Trương Dương nói, tùy tình hình mà tìm cách thôi, cán bộ quốc gia phải học đi bằng cả hai chân, không những phải hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Ma Trạch Đông mà còn phải hiểu làm thế nào để chiếu cố tâm lý của lão bách tính, phải hiểu làm thế nào mới có thể đạt được hiệu quả thuyết phục, giáo dục tốt nhất. Kiều Mộng Viện nói, anh không những đi đường tốt mà nhảy cũng rất tốt. Trương Dương cười tủm tỉm, nói, trò chơi chính trị là đi trên dây thép tôi còn đi được huống chi là nhảy. Anh thật là không biết khiêm tốn. Trương Dương nói, khiêm tốn khiến người ta béo ra, tôi rất chú trọng tới thể hình. Tay hắn ôm chặt hơn một chút, muốn kéo Kiều Mộng Viện vào trong lòng mình. Kiều Mộng Viện nhảy cảm phát giác ra ý đồ của hắn, thân thể hơi lùi ra sau, ý đồ kéo giãn cự ly với hắn. Nhưng lại bị thằng on này kéo một cái, thân hình cô ta mất thăng bằng, đụng vào lòng hắn, bụng dưới dán chặt vào hắn, giữa hai chân cảm thấy có gì đó là lạ, Kiều Mộng Viện suýt nữa thì hét lên, may mà Trương Dương kịp thời đỡ lấy cô ta, giữ khoảng cách giữa hai bên, giống như là không có chuyện gì, đứng vững rồi. Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng Trương Dương vô sỉ, rõ ràng là cố ý mà còn giả vờ như không có gì. May mà lúc này khúc nhạc đã kết thúc, Trương Dương thả eo cô ta ra. Kiều Mộng Viện vội vàng đi tới trước bàn uống trà cầm đồ uống lên uống một ngụm, uống vào miệng rồi mới ý thức được là rượu vang, cô ta chạy tới góc tường rồi nhổ ra. Trương Dương tự nhiên như không quay về salon ngồi, Tô Tiểu Hồng từ biểu hiện thất thường của Kiều Mộng Viện nhìn ra gì đó, đi tới bên cạnh Kiều Mộng Viện vỗ lưng cho cô ta, sau đó lại đưa cho cô ta một cốc nước soda. Kiều Mộng Viện uống nước soda xong mới hòa hoãn lại được, nhìn Trương Dương đang cười xấu mà không có chỗ nào chút giận. Nếu như không phải là ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta khẳng định là đổ cả cốc nước soda lên mặt hắn rồi. Nhưng biểu hiện của Trương Dương khiến cho Kiều Mộng Viện này sinh ra một cảm giác sai lầm, vừa rồi có phải là mình quá mẫn cảm rồi không? Tiếng nhạc lại vang lên, Tô Tiểu Hồng nói, đến lượt tôi rồi.
Trương đại quan nhân chắp tay cầu xin, chị Hồng, làm Vũ Nam thì cũng phải có nhân quyền chứ, tôi không chịu được nhiều người xa luân chiến như vậy đâu. Tô Tiểu Hồng tức giận nói, miệng chó không mọc được ngà voi. Trương Dương bừng cốc rượu của mình lên đi tới ngồi cạnh Kiều Mộng Viện, Kiều Tổng gần đây có nghe nói gì không? Kiều Mộng Viện nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, tâm tình cũng bình phục lại, uống một ngầm soda rồi mới nói, tôi là thương nhân, không cảm thấy hứng thú với chính trị. Trương Dương cười bảo, cô không cảm thấy hứng thú, nhưng nhà cô cũng chơi trò chính trị, chúng ta ít nhiều gì cũng là bạn bè, biết được chuyện gì thì cô cũng đừng có giấu, để lộ cho tôi biết đi. Kiều Mộng Viện nói, anh không phải là có số điện thoại của cha tôi ư. Những gì ông ấy biết khẳng định là nhiều hơn tôi, muốn biết nội tình thì anh đi mà hỏi ông ấy. Trương Dương nói, tôi và ông ấy chỉ là bình thủy tương phùng, hai chúng ta mới gọi là tương giao mạc nghịch. Kiều Mộng Viện không nhịn được liền bật cười, ai tương giao mạc nghịch với anh chứ? Thời Duy chen vào ngồi giữa họ, cô ta hôm nay là thọ tinh, đám bạn kính rượu tới tấp nên rõ ràng là hơi say rồi, cô ta một tay ôm Kiều Mộng Viện. Một tay đặt lên vai Trương Dương, nói, tôi, hôm nay có một ước nguyện. Kiều Mộng Viện nói, đừng nói ra là không linh đâu. Thời Duy che miệng, rất ngây thơ gật đầu, em không nói. Lúc này di động của Kiều Mộng Viện đổ chuông, cô ta nhấc máy, là Hứa Gia Dũng gọi. Gần đây cô ta và Hứa Gia Dũng thủ chung chiến tranh lạnh với nhau, Kiều Mộng Viện dồn hết tinh lực vào quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm. Mà Hứa Gia Dũng thì cũng chuyên chú vào nghiệp vụ của công ty Hối Thông ở khu phát triển, gần đây Kim Thượng Nguyên của tập đoàn Lam Tinh tới, khiến gã vô cùng bận rộn. Có điều mỗi ngày Hứa Gia Dũng đều gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện không cự tuyệt điện thoại của gã, nhưng cô ta thủy chung vẫn rất lãnh đạm. Thời Duy kéo Trương Dương, nói Trương Dương, tên Vũ Nam anh mau đứng dậy, khiêu vũ với tôi. Hứa Gia Dũng rõ ràng là ở trong điện thoại nghe thấy giọng của Thời Duy, hô hấp của gã lập tức biến thành nặng nề. Trương Dương ở đó à? Kiều Mộng Viện bình tĩnh nói, hôm nay là sinh nhật của Thời Duy, họ là bạn bè. Hứa Gia Dũng ừ một tiếng, lại trầm mặc, một lát sau mới nói, giúp anh chúc Thời Duy sinh nhật vui vẻ. Kiều Mộng Viện nói, anh có thể trực tiếp nói với nó. Hứa Gia Dũng nói, nó không thích anh, hay là thôi đi. Còn chuyện gì nữa không? Mộng Viện, anh muốn nói chuyện với em. Kiều Mộng Viện cắn môi, nói, anh vẫn vậy. Khi nào anh có thể nhận rõ được mình thì em sẽ gặp anh. Thời Duy hơi rượu ngùn ngụt, cơ hồ là bám cả lên người Trương Dương, thế vẫn chưa hết, cô ta còn liên tiếp giẫm lên chân Trương Dương mấy cái. Trương đại quan nhân cười khổ, nói, Thời Duy tiểu thư, biết rằng hôm nay là sinh nhật của cô rồi, nhưng cũng đừng giày vò người ta như vậy chứ. Thời Duy nói, Trương Dương, anh là tên xấu xa, chỉ biết khi phụ tôi. Trương Dương nói, chúng ta nói lời đúng với lương tâm đi. Tôi cứu cô bao nhiêu lần. Cô không thể nào lấy oán báo ân được. Thời Duy nói, anh đợi đó, sau này anh còn dám khi phụ tôi nữa, tôi sẽ bảo cậu tôi cách chức anh. Khiến cho tên quan mê như anh khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương đại quan nhân dùng mình, câu này của Thời Duy có ý gì? Cậu của cô ta chẳng phải là Kiều Trấn Lương ư, Kiều Trấn Lương có khệnh hơn nữa cũng chỉ là bí thư tỉnh ủy Vân An, y dựa vào gì mà cách chức mình? Liên tưởng tới một loạt sự kiện gần đây, Trương Dương đột nhiên có một ý nghĩ, chẳng lẽ Kiều Trấn Lương muốn tới Bình Hải làm bí thư tỉnh ủy ư? Y mới là người tiếp nhiệm của Cố Doãn Chi. Suy nghĩ này khiến Trương Dương có chút bất an, hắn cố ý nói, cậu cô á. Ông ở Vân An thì nói được, còn ở Bình Hải chúng ta thì vẫn chưa đến lượt ông ta lên tiếng. Thời Duy cười nói, anh cứ đợi mà xem. Trương Dương muốn từ trong miệng cô ta nghe được tình hình, nhưng Thời Duy lúc này lại rất kín miệng. Bất kể là hắn hỏi thế nào cũng không chịu nói, Trương Dương bất lực, có điều lúc này trong lòng đã hình thành một nghi vấn rất lớn. Trương Dương vốn muốn đưa họ về, nhưng lại bị Kiều Mộng Viện cự tuyệt. Tô Tiểu Hồng nói với Trương Dương, cậu đợi một lát, tôi thay quần áo xong mời cậu đi ăn đêm. Trương Dương gật đầu. Tô Tiểu Hồng thay quần áo xong liền cùng Trương Dương đi bộ tới quán rượu Dạ Miêu Tử ở chợ đêm. Tô Tiểu Hồng thường tới đây ăn, là khách quen của nơi này. Chủ quán là một phụ nữ trung niên tới từ Đông Bắc, quán tuy không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ. Tô Tiểu Hồng gọi một đĩa thịt luộc và dưa chua, một đĩa xương muối, đặt một bình ngũ lương dịch mang theo lên bàn. Trương Dương ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hiện tại đã là nửa đêm, đa số nơi của Giang Thành đã chìm vào bóng tối. Tô Tiểu Hồng rót đầy chén rượu ở trước mặt Trương Dương, nói cảnh đêm của Giang Thành không có gì đáng xem,
nếu thật sự muốn thưởng thức cảnh đêm thì phải tới Hương Cảng, nơi đó là đêm không ngủ, hòn ngọc của phương Đông. Hương Cảng thì Trương Dương có tới mấy lần, có điều mỗi lần hắn tới đều vội vàng, đều là để xử lý công việc, căn bản không có thời gian thưởng thức cảnh đêm, trong ấn tượng hình như cảnh đêm rất đẹp, đáng tiếc là không có thời gian thưởng thức, xem ra phải dành thời gian để đến xem bù. Bà chủ mang thêm một đĩa lạc. Trương Dương hớp một ngụm rượu, nói chị và Kiều Mộng Viện có vẻ thân nhỉ. Tô Tiểu Hồng cười nói, tôi và cô ta quen nhau không phải nhờ cậu ư, quy tới cùng cậu mới là người dẫn tiến. Trương Dương nói, có tin tức nội tình gì không? Tô Tiểu Hồng ngây ra, cô ta không hiểu câu này của Trương Dương là ám chỉ cái gì, liền nói khẽ Kiều Mộng Viện gần đây một mực chiến tranh lạnh với Hứa Gia Dũng, không thấy cô ta và Hứa Gia Dũng ở cùng nhau nữa, mỗi lần đều là đi cùng Thời Duy, bọn họ như vậy không phải là bởi vì cậu chứ hả? Trương Dương muốn hỏi không phải là chuyện này, hắn nói nhỏ, không phải chuyện đó, có nghe Kiều Mộng Viện và Thời Duy nhắc tới chuyện chính trị không? Kiều Mộng Viện lắc đầu, nói tới chuyện chính trị thì thường là nói về Bí Thư Đỗ. Trương Dương, Bí Thư Đỗ có phải là không sao rồi phải không? Cô ta sở dĩ mời Trương Dương ra ngoài ăn đêm, mục đích chính là muốn thông qua Trương Dương hỏi thăm về chuyện của Đỗ Thiên Giã. Trương Dương lập tức hiểu ý của Tô Tiểu Hồng, cười hắc hắc, chị Hồng, chị thật là quan tâm tới Bí Thư Đỗ đấy. Tô Tiểu Hồng gắt, thằng nhóc cậu lại nghĩ linh tinh rồi, Bí Thư Đỗ người ta là ân nhân cứu mạng của tôi quan tâm thì có gì mà không được. Trương Dương nói, phương pháp mà nữ nhân biểu đạt sự quan tâm, cảm ơn đối với nam nhân chỉ có một, đó chính là. Thằng nhóc này còn chưa nói ra câu lấy thân đền đáp. Tô Tiểu Hồng gặp một mẩu xương nhét vào miệng hắn, những lời nói sau của Trương Đại Quan Nhân bị bịt lai, nhai mẩu xương, hàm hồ nói thơm, thơm quá. Tô Tiểu Hồng nói, con người của Bí Thư Đỗ rất tốt, trọng tình cảm, tính tình chính trực, người như vậy ở trong xã hội rất dễ chịu thiệt. Trương Dương, cậu là bạn tốt của anh ta, bình thường cố giúp đỡ nhiều hơn nhé. Tô Tiểu Hồng không hề che giấu sự quan tâm đối với Đỗ Thiên Giã. Trương Dương nói, chị Hồng, anh ta là bí thư, tôi hiện tại ngay cả chức vị cũng không còn, tôi giúp gì được anh ta. Tô Tiểu Hồng cười nói, trong mắt tôi, trong thiên hạ không có chuyện gì là cậu không làm được. Trương Dương nói, lúc chưa vào quan trường, tôi cũng cảm thấy bằng vào năng lực của tôi đi đâu mà không thể mở ra một mảng thiên địa chứ. Nhưng khi thật sự bước vào thể chế, mới phát hiện nơi này là một nơi phức tạp nhất trên thế giới. Tô Tiểu Hồng nói, lịch sử Trung Quốc lâu đời, lịch sử của quan trường ở trong cả thế giới cũng thuộc số một, sự phong phú của văn hóa quan trường cũng là số một thế giới. Trương Dương nói, số lượng quan viên cũng là nhiều nhất, cho nên muốn ở trong nhiều quan viên như vậy trở nên nổi bật thì khó lắm, thật sự là khó lắm. Người khác có lẽ còn công nhận câu này của Trương Dương, nhưng Tô Tiểu Hồng lại rất hiểu hắn. Hắn mới có 22 tuổi đã lăn lộn tới cán bộ cấp phó ban, hiện tại không ngờ lại nói ra sự cảm khái như vậy, thuần túy là cố ý làm trò. Tô Tiểu Hồng nói, tôi quen không ít quan viên, bọn họ không có ai là không mang mặt nạ mà sống, trong nhiều người như vậy, bằng hữu mà tôi thật sự công nhận chỉ có cậu. Trương Dương hít hửng nói, nếu tôi không hiểu sai, chị Hồng là khen tôi thật thà. Tô Tiểu Hồng gật đầu, đúng vậy. Tôi hy vọng cậu sau này bất kể là làm quan to tới cỡ nào cũng đừng thay đổi điểm này, đúng như ba chữ chân, thiện, mỹ, mà cậu đã viết, một người ngay cả chân còn không làm được thì đừng có nhắc tới hai chữ còn lại làm gì. Trương Dương uống một ngụm rượu, nói, kỳ thực Đỗ Thiên Giã cũng rất thật thà, chị sao không coi anh ta là bạn. Tô Tiểu Hồng nói khẽ, Bí Thư Đỗ đối với tôi mà nói thì giống như là sao trên trời, xa không thể với tới được. Trương Đại Quan Nhân phẩm vị câu nói này của Tô Tiểu Hồng, chị Hồng này, chị từ lúc nào biến thành nữ thanh niên văn nghệ vậy? Khen tôi văn vẻ hay à? Chua, quá chua, răng tôi sắp rớt ra rồi đây này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 340.